Hôm nay á chào mọi người. Hôm nay sao Phi Lâm Võ? Hôm nay sao cưng? Chào khán giả phải không? Cáo lỗi lên đập với con phải không? Đã từ lâu theo dõi và ủng hộ kênh của Phi Lâm Võ. Chào Phi Chi Hồ. Khán giả nói tôi hỗn với anh Phi Lâm Võ hả? Thì vô nghe Phi Lâm Võ nè. Đang ngồi trong đường live chửi cái bụng đó thì bây giờ vô nghe đi. Đây một anh hùng, đây một anh hùng của Thiền Am, định đập cái bụng ngay đầu tiên đó, bây giờ lòi bộ mặt ra đó để cho nó phù hợp với cái tuổi tác. Thì Thi Long cũng xin rất cảm ơn. Đây định đập cái bụng ngay đầu tiên nhưng mà cái bụng không nói đâu cả nhà, cái bụng không cần nói đâu bởi vì cái bụng biết. Đây, khi mà Mỹ Phụng nói trong đường live sáng nay, rồi bắt đầu Phi Long Võ là người lên dập em trước tiên, muốn đánh em ra khỏi cái nhóm Thiền Am này nè. Lòi từ từ ha. Đây, chửi em nè. Để khán giả không biết, tưởng đâu em hỗn chứ. Phi Long Võ trước nha. Phi Long không muốn bước vào những cái câu chuyện thị phi bá giới. Nó là một cái thằng mà nó muốn đánh Mỹ Phụng trước đó. Không biết nó nhẫn nhịn dù gì, mà Mỹ Phụng không phải là một người phản mà không biết nó nhẫn nhịn dù gì. Hãy giữ lấy bình tĩnh. Có nói động nó bao giờ đâu mà nó nói. Tôi chưa bao giờ phản Thiền Am. Nhưng nó là cái thằng muốn đánh Mỹ Phụng ra khỏi. Các bạn thấy đi. Tôi nói cho Phi Lâm Võ biết tôi chẳng có mưu gì, một mình thân một mình tôi, âm mưu gì? Đó là đánh chúng tôi bằng cái cách liên hoàn. Ở đây tôi nói cho ông biết tôi không có đánh ông, nghe không? Tôi có đánh luật sư Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần. Ông nói đi. Rồi bây giờ, chúng lợi dụng vào những cái câu chuyện, chúng tấn công chúng tôi. Ở đây á, tôi xin ngưng cái chỗ này. Phi Lâm Võ, ông nói chúng là chúng nào? Chúng nào định đánh ông và Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần? Ông nói dùm coi cái chúng nào hay là ông đang đánh tôi? Tôi nói cho ông biết nha, Phi Lâm Võ, tôi không có băng đảng mà tôi cũng chẳng có băng nhóm nào. Và tôi cũng không cấu kết với ai để đánh Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần. Ông nên hiểu điều đó. Những người mà tôi nói chuyện là tất cả luật sư Nguyễn Hồng Thanh đều biết, người ta đều binh luật sư Nguyễn Hồng Thanh. Ông nên nhớ điều này. Trong cái câu chuyện mà xảy ra của Vivi Lư, người ta sợ luật sư Hồng Thanh sẽ mất khán giả và những người yêu thương, cho nên chúng tôi là người gọi điện cho Hồng Thanh và nhắc nhở chị ơi đừng có vào cuộc này. Đó là người ta muốn quan tâm và lo cho luật sư Nguyễn Hồng Thanh, chứ ở đây không có ai muốn đánh luật sư Nguyễn Hồng Thanh cả. Mà ông nói có một cái nhóm thì xin thưa với ông Phi Lâm Võ rằng tôi không có một cái nhóm nào cả. Ông nói ông thận trọng cái miệng của ông nha, thận trọng nha. Tiếp tục. Hôm nay cho tới lý do khác. Lý do gì? Ông chẳng mày làm được cái gì? Thì Long sẽ lao vô á. Lao vô đâu? Ok, tao biết mày đã chuẩn bị vô đầu tiên rồi. Dạ, Thì Long nói rồi. Tụi mày nên nhớ. Tụi mày biết tao chửi như thế nào. Trời ơi, Phi Long Võ, vì cái chỗ ông chửi đó, cho những kênh YouTube mà ông từng cái miệng của ông lên ông chửi đó, cho nên banh kênh hết đó ông Phi Lâm Võ. Ông tính đánh banh cái kênh tôi, ông vào kênh tôi. Mỗi khi tôi thấy ông chửi hay, ông chửi giỏi, tôi cũng có mời ông vào kênh của tôi. Nhưng tôi chợt thấy, tôi nhận ra rằng ông có một cái mưu đồ tính toán. Ông lên ông nhờ kênh người ta, ông muốn vào kênh người ta, trong đó có kênh tôi. Ông muốn lên ông chửi, ông chửi để cho kênh tôi bị sạch. Nhưng mà tôi rất là thận trọng. Có những người mà ông đã từng lên kênh đó chửi, ông thấy cái kênh nào tồn tại hay không, hay là bị đánh sạch hết. Mà chỉ có cái kênh tôi là tôi còn. Là bởi vì
tôi không có để ông lên chửi nữa, ông tự về. Ông nói rằng, ông nói trong đường live của tôi, ông nhớ không? Nếu Mỹ Phụng không cho tôi chửi trong kênh Mỹ Phụng thì tôi về, tôi mở kênh, tôi tự chửi. Đó là bởi vì ông đập tắt hết các kênh YouTube rồi. Ông lên, ông nhờ kênh YouTube, ông chửi hết. Là những cái kênh đó nó đã banh chành té mẹ ra hết rồi. Ông tính lên kênh tôi để cho ông đánh cái kênh tôi. Ông cho cái kênh tôi nó sẽ đi vào quá khứ. Nhưng ông quên rằng tôi đã nói với ông rằng là cái kênh tôi còn cũng được, không còn của ông không sao. Nhưng ông tính mượn đề tài bên tôi, bên kênh của tôi, ông chửi để cho sập kênh tôi nữa. Tôi nhận ra được cái điều đó, tôi không cho ông lên, ông tức. Ông về từ cái chỗ đó, ông hận tôi. Tại sao các kênh YouTube ông lên ông chửi sập kênh hết mà kênh tôi lại không cho ông lên chửi? Ông nhớ không? Đó là cái điều hôm nay nè, Phi Lâm Võ, anh yêu. Khi tao chửi rồi á, tao không có kiên cử con nào thằng. Đúng, tôi cũng vậy. Tụi mày nên nhớ, Phi Lâm Võ, không phải một mình ông chửi được mà tôi không chửi ông được. Ông nên nhớ điều đó, nghe Phi Lâm Võ. Đúng ra tôi kêu anh bằng ông hoặc bằng anh đàng hoàng, nhưng ông mất lịch sự với tôi trước, bởi vì ông là người đàn ông mà ông kêu tôi bằng mày. Ông định là tôi sợ ông sao? Ông chửi tôi ngồi im, tôi để cho ông chửi sao? Không lẽ tôi không chửi được? Ông chửi cha mắng mẹ, ông ngồi trên tổ tiên của tôi, ông chửi tôi vẫn chửi lại ông như thường. Ông nên nhớ điều đó. Ông quăng tục với tôi quăng tục lại với anh. Ông nên nhớ điều đó. Ông đừng tưởng ông là ngon nha. Tụi mày đó, đừng chơi những cái trò tiểu nhân này. Mày nên nhớ rằng mày lôi ra những cái tụi nào. Trong đây chỉ có một mình Mỹ Phụng thôi, không có cái tụi nào mà đứng sau lưng Mỹ Phụng hết. Nói tụi là phải có, nói tụi là phải có bằng chứng. Tụi nào có ai? Ông phải nói cho rõ một cái câu này. Sau lưng tôi chẳng có ai cả, chỉ có một mình tôi thôi. Như vậy thì ông đánh thì tội nghiệp. Ông đánh, ông châm cho lòi cái mặt của những người sau lưng tôi. Thì tôi xin thưa với ông rằng đó, ông Phi Long Võ, sau lưng tôi chẳng có ai cả. Không, sau lưng tôi chẳng có ai cả, chỉ có một thân một mình tôi thôi. Ông nên nhớ điều đó. Ông muốn đánh tôi để vạch trần ra sau lưng tôi còn có những người nào. Xin lỗi ông nha, Phi Long Võ, tôi không có ai sau lưng cả. Mà chặt sau lưng tôi cũng không có ai mà vào để mà đánh luật sư Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần cả. Cho nên ông cẩn thận điều này. Ông đừng có lên nói tầm bậy tầm bạ. Ông nên nhớ rằng tôi chỉ có một thân một mình, chỉ có những người khác muốn dập tắt tôi thôi, chứ còn ngoài ra tôi làm sao tôi đủ sức để mà tôi dập tắt được các người, bởi vì các người quá mạnh. Các người có thể lên chửi xong các người đem vô, các người dằn xếp, rồi các người lên chửi xong các người dằn xếp. Tôi có một thân một mình thôi. Mặc dù các anh chị em làm kênh YouTube, trong những như anh Sơn, luật sư Thanh Trần và các kênh YouTube khác vẫn rất yêu và các quý vị Mỹ Phụng, nhưng Mỹ Phụng chỉ có một thân một mình thôi, Phi Long Võ à. Sau lưng Mỹ Phụng chẳng có ai để mà đánh người này đánh người kia. Ông nên nhớ điều đó ha. Tao ủng hộ chúng mày. Chúng nào? Mày đó. Ông ủng hộ chúng mày. Ông ủng hộ chúng mày là ai? Ông ủng hộ chúng mày. Trong đây không có chúng mà chỉ riêng cá nhân một mình tôi, chứ không có chúng. Nếu ông đánh vào tôi là chỉ có một mình tôi, chứ không có chúng nào ở đây. Bởi vì tôi đâu có phe phái nào đâu. Tôi chẳng có liên lạc và tôi chẳng có liên hệ với các kênh YouTube nào. Và tôi cũng không có liên lạc với ai, mà tôi cũng chưa bao giờ lên kênh ai để mà tôi chia sẻ. Phải không? Cho nên ông nên cẩn thận điều này. Tôi có một mình thôi. Ông mới là người định đánh tôi. Ông biết không? Ông mới là người đánh một mình một phụ nữ giống như tôi ngay từ đầu. Ông muốn đánh tôi rồi. Một mình tôi mà ông cho rằng chúng bay. Ha? Ông cho rằng tôi là chúng bay. Không có. Bản thân tôi có một thân một mình. Tôi không có phe phái nào và tôi cũng không có phe đảng nào. Bởi vì ông ganh tị với tôi, Phi Long Võ. Ông ganh tị với tôi là tại vì các kênh YouTube tung hô tôi nhiều quá, yêu thương tôi nhiều quá. Ông ganh tị với tôi, ông muốn đập tôi mà ông đập chưa được. Ông chờ thời cơ để ông đập tôi là ngay lúc này. Cho nên ông lên ông đập tôi bây giờ là Phi Long Võ. Hồi sáng này tôi lên live tôi đã nói rồi, ai là người lên đập tôi trước là người đó muốn. Anh ông thấy không? Các anh chị em đều gọi phiên tôi rằng là tôi nóng quá. Tôi biết, bởi vì tôi là người bị quan ức. Tôi chỉ có một thân một mình mà một nhóm đập tôi thì quả mai. Còn á,
Tôi không có đập ai và tôi không có cấu kết để tôi hại ai cả. Chẳng những luật sư Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần, tôi đâu có lý do gì mà tôi đi đập luật sư Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần. Trong khi đó ngày hôm qua tôi vẫn còn nói chuyện với luật sư Thanh Trần mà. Ngày hôm kia tôi vẫn còn nói chuyện với luật sư Thanh Trần, tôi kêu chị ơi, luật sư Thanh Trần ơi, đừng nói cái vụ Phan Phát, để không thôi mình bị hiểu lầm. Tôi vẫn còn đó. Ông nói chúng bay là ông sai nha, ông Phi Long Võ, ông sai hoàn toàn nha. Chúng mày có cái tiếng nói góp sức cùng chúng ta mà trăng á cái sự thật của tổ chức công an rồi. Đúng, tôi cùng chung chí hướng, tôi cùng chung chí hướng với nhóm thứ tư. Ông nên nhớ điều này, tôi cùng chung chí hướng để mà đánh với nhóm Đa Đề. Tôi vẫn một lòng từ đầu tới giờ, tôi vẫn đánh Đa Đề. Mà nếu như hiện tại bây giờ tôi và ông không cùng chí hướng nữa, nhưng tôi vẫn đánh như thường, tôi vẫn lên bên nhóm Đa Đề, tôi vẫn lên, tôi chia sẻ và tôi đánh bên đó đàng hoàng. Chứ tôi không phải vì một lý do hôm nay mà tôi đi lại, tôi quay xe hay quay đầu vô nhóm Đa Đề. Ông nên nhớ điều đó, ông phải biết rằng tôi là như vậy. Tuy rằng tôi phản biện lại ông, nhưng tôi là người một thân một mình, tôi không cần ai bảo vệ. Chứ không phải á, chúng ta ủng hộ chúng mày là chúng ta phải quỳ lạy chúng mày. Ông nói cái này ông sai. Chúng ta ủng hộ chúng mày là chúng ta quỳ lạy, vì chúng ta quỳ lạy chúng mày. Vậy là ông gom những cái rút của ông vô mà ông đánh một mình tôi. Trong khi đó tôi không có lúc nào mà ông kêu rằng chúng mày. Vậy thì bên ông mạnh mà làm sao một thân một mình tôi đấu được. Tôi phải liệu sức tôi chơi chứ, phải không? Ông quá mạnh, ông có luật sư bảo vệ, ông có các kênh bảo vệ mà ông kêu tôi là chúng mày. Ông chính là người muốn đánh tôi ra khỏi đó Phi Lâm. Đợi em lấy miếng nước ra đây nè. Nên nhớ rằng á, tôi không có băng đảng mà tôi cũng chẳng có băng nhóm mà ông kêu chúng mày. Ông nên nhớ rằng từ hồi trước tới giờ tôi đang đi con đường nào, Phi Long? Tôi đang đi con đường nào? Tôi đang đi con đường tôi đang ủng hộ nhóm thứ tư là ai? Luật sư Nguyễn Hồng Sơn, luật sư Thanh Trần, Nam Râu, Mộng Nguyễn, Quốc Bảo, Ngọc Quyền, các kênh YouTube trong đó Nhung Nguyễn, rồi Sen Hồng. Tôi đều đi chung một con đường. Nếu ông nói chúng mày là ai? Chúng mày là ai? Tôi không bắt tay với Phan Phát, tôi không bắt tay với Quốc Bảo, tôi không bắt tay với kênh này kênh nọ, tất cả nhóm thứ tư này tôi không bắt tay vào ai. Vậy thì ông ám chỉ những người nào? Ông hãy nói thẳng tôi chứ ông đừng có nói chúng mày. Tôi không có một thân một mình, tôi là đàn bà nè Phi Long Võ, một thân một mình thôi. Ông đừng có gom vô là chúng mày, tôi chẳng có chúng nào ở đây hết. Vậy mà ông nói chúng tôi, vậy là bên ông tôi biết sức mạnh dữ lắm. Sức mạnh của bên ông rất là dữ dội. Một thân một mình tôi làm sao tôi đấu nổi khi tôi ra trận? Bởi vì một người đàn bà yếu đuối như tôi, khi tôi ra trận làm sao tôi gồng nổi, phải không? Bởi vì bên ông mạnh quá. Mà ông gài vào tôi là ông cho rằng chúng mày. Tôi không có cấu kết với ai cả Phi Long Võ à. Ông nên nhớ điều đó. Chẳng những Phan Phát cũng vẫn vậy. Tôi không vào đó, tôi không đi theo và tôi không làm lệ thuộc ai. Ông nên nói rõ dùm cái vụ chúng mày. Ông đừng có cấu kết, ông đừng có bắt tôi phải có một cái nhóm này nhóm đỏ để ông gài vô. Không có đâu Phi Long. Bình tĩnh điều này nghe cưng. Chính cưng là người muốn đánh em gái này đó Phi Long Võ. Chính ông đó, biết chưa? Ông muốn đẩy tôi ra. Một thân đàn bà như thế này, ông nhắm ông muốn đẩy tôi ra để cho tôi, cái kênh tôi nó chết.
để cho ông chùm, ông muốn đánh đẩy tôi đó Phi Long à. Hãy cúi đầu nghe chú mày nói. Tôi đâu có bắt ông cúi đầu nghe chú mày nói hồi nào. Ông hãy nói một mình tôi chứ ông đừng có nói chúng tôi phải cúi đầu. Không có. Tại sao phải dùng cái từ chúng tôi phải cúi đầu? Vậy thì tôi đâu có bắt ông cúi đầu nghe tôi, và tôi cũng đâu có bắt các kênh YouTube khác cúi đầu nghe tôi đâu. Thấy không? Dùng một từ ngữ thôi. Một mình mày. Ông phải nói như vậy. Một mình mày nghe Mỹ Phụng thì tao không có cúi đầu thì quả mai. Phải không? Một mình mày nghe Mỹ Phụng thì tao không có cúi đầu tao nghe mày. Nhưng ông đừng bao giờ ha, ông đừng bao giờ nói chúng mày. Không, chúng mày mà bắt chúng tao phải cúi đầu. Vậy thì tôi có bắt luật sư Nguyễn Hồng Sơn, luật sư Thanh Trần và các anh em YouTube khác giống như Nam Râu Mộng Nguyễn Lão Đại, tôi có bắt những người đó cúi đầu để nghe tôi không? Ông dùng những cái từ ngữ quá nặng nề. Khi ông là người có quá học thức mà ông lại dùng cái từ ngữ đối với tôi nó quá nặng nề. Phi Long Võ, mà chính thâm tâm của ông muốn giết tôi nè. Tôi dám đứng ra một thân một mình tôi chơi với ông đó. Một thân thôi, ông đừng có dùng cái chúng tôi. Không, tôi biết mà. Tôi biết khi tôi đã lên nói tiếng hôm nay là bên ông mạnh dữ lắm. Thì đối với một người đàn bà yếu đuối như tôi thì bên các ông á, mạnh đánh tôi không sợ. Bởi vì một mình tôi làm được. Ông nên nhớ điều đó. Nhưng đừng lôi kéo ai vào. Không, ông đừng lôi kéo ai vào trong cái channel này. Bên tôi không có liên lạc và tôi không có liên hệ. Tôi không có cấu kết với bất cứ một người nào để tôi đánh. Làm sao tôi làm được điều đó không? Khi tôi ra đời tôi chơi, khi tôi ra ngoài đường tôi chơi, hay là tôi ra xã hội tôi giao thiệp, tôi biết bên nào mạnh và bên nào yếu. Phải không Phi Long Võ? Tôi biết chỗ nào mạnh và chỗ nào không mạnh, tôi biết chứ không? Tôi dạy gì mà tôi đi thoát thân ra một mình tôi? Phải không? Tôi dạy gì? Trong khi đó tôi không có vào nhóm đa đề. Thì tôi dạy gì? Tôi thoát thân ra chỗ một cái nhóm giống như nhóm thứ tư này. Tôi đâu có dạy. Tôi ăn cơm chứ tôi không phải tôi ăn phân. Mà tự nhiên có một thân một mình tôi mà tôi đi nhảy ra, tôi đi phật ăn các người. Phải không? Chính ông, ông làm tôi quá tức. Một thân một mình tôi làm sao tôi đứng ra tôi phản lại được ông? Tôi phản lực sư Thanh Trần, tôi phản lực Nguyễn Hồng Sơn. Ông làm tôi bực mình. Phải không? Chính ông mới là người muốn tách rời tôi ra. Phải không Phi Long Võ? Còn đừng bao giờ nói chúng. Bên tôi không có ai hết á. Một mình tôi thôi. Nghe Phi Long. Tiếp tục nói đi cưng. Và vừa rồi đó, các bạn nghe một cái đường lại của một cái kênh ở nước ngoài. À hả? Các bạn cho tôi biết đi, các bạn có kiềm chế nổi cái cảm xúc này không? Ông không kiềm chế được, đó là chuyện của ông. Nhưng mà khi tôi lên live, tôi đã nói tôi biết rằng ngày hôm nay tôi live đó, trước khi tôi lên live là tôi đã lượng sức. Là bởi vì tôi biết khán giả sẽ hủy kênh tôi, là nghĩ rằng tôi chia ra một cái nhóm khác. Hãy hiểu điều này nha Phi Long Nhỏ. Nhưng sự thật tôi nói với ông rằng tôi chẳng có chui ra nhóm nào và tôi chẳng chui vô nhóm nào. Tất nhiên một thân một mình một người đàn bà ra trận đó là phải biết bên nào mạnh và bên nào yếu. Bên nhóm thứ tư quá mạnh thì tôi dạy gì tôi phải chui đầu, tôi phải thoát ra. Phải không? Mà tôi thoát ra, ông nghĩ đi ông Phi Long Võ. Khi tôi thoát ra đó, một mình tôi có chống chọi được như các anh YouTube bên phía thứ tư này không? Chẳng hạn như Nam Râu, Mộng Nguyễn, Lão Đại, Quốc Bảo, Ngọc Quyền và anh đó, anh Phi Long, Nguyễn Hồng Sơn, Thanh Trần. Anh nghĩ đi, còn anh Tiến Dũng nữa, tôi làm lại không? Tôi làm lại không? Không bao giờ.
Phi Long, không bao giờ tôi không làm lại. Thì tôi tội gì một cái ngọn lửa đó mà tôi đi nhảy vào tôi chết, phải không? Tôi có mắt tôi nhìn, tôi biết chỗ nào là chỗ nào tôi nên đứng và chỗ nào tôi nên rút lui. Nhưng cái đống lửa đang cháy đó, tôi nhảy vô đó đó, ông là người đạp tôi vô đó trước đó, chứ không phải luật sư Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần. Chính ông á, ông muốn đẩy tôi vô cái ngọn lửa đó đó, Phi Long vợ. Tôi chưa mắng chửi luật sư Nguyễn Hồng Sơn và tôi chưa mắng chửi luật sư Thanh Trần. Tôi chỉ nói tôi là ủng hộ và tôi là người cũng đang theo dõi coi coi những cái chuyện đó như thế nào. Chứ tôi chưa có chửi. Khi nào tôi chửi đó là tôi nói người này mất dạy, người kia mất dạy, người nọ mất dạy, và tôi chửi, tôi leo lên trên gia đình của người ta, tôi chửi ông bà của người ta, thì đó là tôi chửi. Ông gài vô cái chỗ này hơi quá nóng nảy đối với tôi, ông Phi Long Võ à. Ha. Ông lớn mà ông vội vã quá. Trong khi đó tôi biết ông là người đánh tôi mà ông quá vội để cho đứa em gái này nắm vào ông. Ông quá vội vàng. Ông định đánh tôi nhưng mà một thân một mình. Ông đánh tôi thì ông có được gì? Một người đàn bà yếu đuối khi ra trận mà một anh quá nhiều anh hùng thì tôi đâu dạy gì tôi chết, phải không Phi Long? Phải không? Hay là đây là nó đang muốn kiếm chuyện, nó đang cố tình làm cái việc đó. Ông cũng đoán thôi Phi Long, ông cũng đang đoán thôi. Hay là nó đang kiếm chuyện? Không bao giờ. Ông nên hiểu điều đó. Không bao giờ mà tự nhiên tôi lên tôi kiếm chuyện ha. Ông đừng đoán như vậy mà tội nghiệp cho tôi ha. Đừng đoán, nói là phải rõ ràng chứ đừng có đoán như vậy mà ông đánh vào tôi. Tôi tôn trọng ông. Khi ông chuẩn bị sắp đánh tôi, các anh chị em đó gọi điện nói thôi anh Phi Long ảnh đã không có cố tình rồi, thôi em bỏ đi nghe Mỹ Phụng. Dạ em bỏ. Nhưng ông cứ ngày đêm ông lên, ông cứ nói xỏ xiên tôi. Ông không kêu tên tôi nhưng ông nói xỏ xiên tôi không à. Nhưng mà tôi chỉ nhém môi cười. Bởi vì tôi biết trong lòng ông đang nghĩ cái gì mà Phi Long. Phải không cưng? Kêu anh bằng cưng luôn đó anh Phi Long à. Phải không? Đó. Thâm tâm của ông muốn tôi. Tôi đã nói với luật sư Thanh Trần rồi. Nhưng mà luật sư Thanh Trần nói không sợ. Đó, tôi nói anh thấy không? Nhưng mà thôi đi, bởi vì chuyện của tôi và ông, tôi vấp ngã, tôi đứng lên được, nhưng mà tôi không cần ông kéo. Làm cho cái nhóm sự thật này phải thực sự tan rã. Không bao giờ, không có. Một mình Mỹ Phụng thôi chứ không có ai mà tan rã. Ông nên nhớ điều này. Ông nên nhớ điều này, buồn chứ. Ông nên nhớ điều này. Chưa chắc gì năm đâu ủng hộ Mỹ Phụng, phải không? Sorry, tức Phi Long Võ. Mà chưa chắc gì Mộng Nguyễn sẽ ủng hộ Mỹ Phụng, và chưa chắc gì lão đại ủng hộ Mỹ Phụng, phải không? Ông nên nhớ điều đó. Bởi vì tự nhiên hôm nay nó xảy ra như vậy. Tôi biết tôi có một mình là Phi Long. Ông nên nhớ nha. Tôi có một mình. Hôm nay tôi làm ra như vậy, các anh chị trong nhóm thứ tư này sẽ không bao giờ ủng hộ tôi. Tôi biết trước khi tôi lên live tôi biết. Nhưng người ta thấy không? Dù là tôi nói như hôm nay, nhưng anh thấy không? Phi Long Võ, Nam Râu có lên live chưa? Đúng ra Nam Râu là người chửi tôi, nhưng mà tại sao Nam Râu là người bình tĩnh để coi tôi đang làm gì? Nam Râu vẫn biết rằng tôi đang bị oan ức. Ông nên nhớ điều đó. Mà ông không biết, chỉ có ông là người hòm hồ để ông lên ông đánh tôi mà thôi.
Ông biết chưa? Tại sao Mộng Nguyễn là người nóng tính nhất? Mộng Nguyễn phải lên chửi tôi ngay. Phải không Phi Long? Nhớ không? Nhưng ông là người muốn đánh tôi ra khỏi cái chỗ này. Chính ông đó, Phi Long. Nam Râu là người nóng tính nhất, mà Nam Râu nó là người phải chửi tôi trong cái ngày hôm nay. Tại sao Nam Râu dám bình tĩnh để coi tôi đang làm gì? Phải không Phi Long? Phải không? Ông mới là người như vậy. Mày muốn thể hiện, mày cứ mở đây lên mày trực diện, phản biện trực diện với tao. Tôi đang nói với ông nè. Mày bước vô đây, bước vô đây xem lần. Tôi đang nói với ông đó. Người ta nói một lần. Thấy chưa? Thấy không? Thách đố tôi đó. Thách đố tôi. Ở đây tao nói rồi, mày cố phần mày làm việc rồi. Vậy thì người ta đưa thông tin cho ông biết phải không? Người ta đưa cho thông tin cho ông, cho nên ông mới lên ông đánh tôi phải không? Phải không? Người ta lên người không má? Má gọi cho anh Tuấn coi có gì không, anh Tuấn gọi con đó. Sorry. Để cả nhà đợi em cái nha, để lên em gọi coi có gì không cái đã. Đây con nè. Đợi em cái nha. Biết làm sao khán giả, biết làm sao em xúc động không? Không phải em tức ông Phi Long Võ, nhưng mà khán giả kêu em bình tĩnh đừng khóc á, cho nên em mới khóc thôi. Em phải là em tức Phi Long mà em đi khóc đâu, nhưng mà khán giả thương em đó. Khán giả kêu em là thôi đừng khóc, Mỹ Phụng bình tĩnh, cố gắng lên, cố gắng mạnh mẽ lên. Cho nên để em kiếm cái số bên đứng. Cái đâu mang tao bấm mà. Tôi cần cái phone nhanh đó. Đợi em chút xíu nha, tại em có công việc. Nói nhỏ nhỏ thôi để ồn trong đây. Cho nên á, khán giả kêu em là cố gắng mạnh mẽ lên, đừng khóc Mỹ Phụng, cố gắng. Cho nên em thấy khán giả thương em như vậy đó, em mới chảy nước mắt thôi. Chứ còn phản biện đối với anh Phi Long này, em phản biện bình thường cả nhà. Nhưng mà bởi vì em thấy những người yêu thương em đó kêu em là đừng khóc đó, em xúc động. Là đó mới những người yêu thương em sự thật đó. Còn những người vội vã đó, mà nghĩ kênh em, những người đó không phải là những người thương em. Bây giờ những người mà đang ở đây nghe em nói và phiên em đừng khóc đó, đó là khán giả đang thương em đó. Người ta muốn giết em nè. Đợi em đi, em coi cho em có cái chuyện gì trong tiệm cái đã. Đợi em. Em không ngờ hôm nay em bị như vậy. Đợi em chút xíu em coi cái chuyện gì trong thiện của em cái nào. Mỹ Phụng rất trân trọng luật sư Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần. Nhưng á, cả nhà biết sao không? Nó có một cái nhóm ở sau lưng nó phiền dữ lắm. Một mình một thân Mỹ Phụng không bao giờ làm được. Thì Mỹ Phụng không bao giờ mà nhảy vô cái chỗ chết đâu. Được không mình? Không mắc mắc. Để con coi có cái gì không? Không mắc má bệnh hay gì rồi, nó không có mắc má. Rồi em cái nha. Bệnh nè. Rồi thôi không mắc nói. Em khóc không phải gì mà em khóc là vì Phi Long đâu phải, nhưng mà em thương khán giả quá, hiểu em được. Là chính tao là chúng sơn. Đó. Cố gắng giữ im lặng, dùng những cái lời lẽ ôn hòa nhất có thể. Chỉ có ông và chú Sơn thôi. Phải không?
chỉ có ông và chú Sơn nói thôi thì làm sao tôi biết được. Cho nên trong đường lai ngày hôm nay tôi có lỡ đi nữa đó, tôi có lỡ tôi nói, điện thoại tôi có đó, gọi điện nói với tôi, nói riêng với tôi, tại sao hôm qua tôi nói riêng rồi không ai trả lời, biết là lý do gì. Vậy thì hôm nay trong cái đường lai của tôi, nếu như tôi sai, có quá nhiều kênh mà, có những người mà yêu thương Mỹ Phụng các kênh nào gọi điện thoại nói với tôi, tại sao chỉ có hai người đàn bà nói tôi thôi. Tôi tôn trọng hai người đàn bà đó, phiên tôi không thấy một anh nào gọi vô để phiên tôi. Trong cái sự này là chúng tôi đã làm trong âm thầm và nói rồi, làm sao tôi biết. Làm cái chuyện rùm beng trên xã hội rồi, đem cái chuyện âm thầm, làm sao tôi biết được Phi Long nhỏ. Ít nhất ông gọi điện ông nói với tôi cái chuyện này ha, cái chuyện này chúng hai tôi và Hồng Sơn đã nói dằn xếp trong một cái sự thầm kín hả, ông giải quyết trong thầm kín, làm sao tôi biết, phải không? Ông gọi điện ông nói với tôi đi, ông chửi tôi trong cái đường live đi, ông chửi tôi trong cái phone ông có đó, có số tôi đó, ông gọi ông chửi thẳng vô mặt tôi, phải không? Đằng này ông không bao giờ ông gọi cho tôi. Vậy anh là người lớn, khi ông kêu tôi bằng mày, tôi vẫn có một cái nóng tánh, tôi kêu ông lại bằng mày. Nhưng bây giờ tôi điềm đạm lại, tôi không kêu bằng mày, bởi vì tôi phải nghe những cái tiếng nói của ông để tôi coi nói gì và tôi nói lại cho ông. Ông nói ông với anh Sơn, ông với ông Sơn đã giải quyết xong rồi, ông giải quyết trong thầm lặng, làm sao tôi biết. Tôi sai ông gọi điện nhắc nhở, tại sao ông không gọi điện nhắc nhở mà ông vội vã lên chửi tôi vậy hả? Tại sao? Tiếp tục đi anh. Để khuyên nhủ các em các cháu cùng các con chung tức, thậm chí lên đến theo điều năng nỉ ông có ok. Vậy thì ông có gọi điện năng nỉ hay dặn dò tôi chưa? Các anh em có dặn dò tôi chưa? Hay là tôi ở nước ngoài này chỉ có một mình một thân, mà các anh chỉ bảo vệ cho các kênh của anh em trong Việt Nam thôi, còn một mình tôi không cần bảo vệ, phải không? Tại vì tôi là chỉ có một người ở nước ngoài thôi. Vậy thì anh cho rằng các anh của chúng tôi, vậy là tôi ngoài luồng, tôi ngoài luồng, tôi không biết gì hết, tôi ngoài luồng. Vậy thì tôi có nằm trong nhóm của anh không, anh Phi Long Võ? Tôi có nằm trong nhóm của ông không? Mà ông nói rằng chúng tôi đã nói với nhau rồi, vậy thì tôi là một thân một mình một người đàn bà thôi, phải không ông? Phải không? Tôi có một mình đàn bà. Như vậy thì chúng anh mạnh quá, phải không? Tiếp đi Phi Long Võ. Đúng. Mong mọi người hãy bình tĩnh. À đó, đúng không? Vậy là tôi lên tôi quậy tôi phá. Tại vì hàng ngàn hàng triệu khán giả để ủng hộ các anh, ủng hộ các kênh ở Việt Nam thôi, còn đâu có ủng hộ tôi, bởi vì tôi đâu nằm trong group đó. Tôi là người lên đánh phá, anh nghĩ tôi đủ sức hay không? Bởi vì các anh, bởi vì tôi nói các anh làm thì làm trên không gian mạng, nhưng khi các anh bàn sạn thì các anh bàn sạn trong một cái sự im lặng. Mà trong khi đó tôi cũng là một cái trong nhóm này, có ai bàn sản hay dặn dò tôi không? Có không? Mà trong khi đó, ngày sáng hôm qua tôi còn nói chuyện với luật sư Thanh Trần, để sáng hôm nay em lên để em nói cho rõ cái chuyện chị, để cho khán giả đừng hiểu lầm mà. Có ai dặn dò tôi không, Phi Long Võ? Mà ông chỉ nói trong nhóm của ông thôi. Vậy thì nhóm của ông nghĩ đi, cái nhóm của ông mạnh như vậy, một sức của tôi làm được hay không? Không bao giờ, phải không anh Phi Long? Tiếp đi anh. Hãy cùng hợp tác với anh em nhóm mình này. Vậy thì ông kêu tôi cùng hợp tác với các anh em nhóm bên này, ông kêu khi chuyện nó đổ dở, tại sao lúc đầu ông không gọi kêu tôi bình tĩnh đừng nói gì hết? Tại sao có ai nói không? Bởi vì các người bàn sáng trong cái sự im lặng mà các người nghĩ rằng quên một đứa em gái này rồi, phải không? Nhưng không phải vì lý do đó,
Mà tôi lấy cái câu chuyện đó mà tôi lên tôi nói không phải đâu Phi Lâm. Bởi vì các anh nó dùng cái từ các anh đó. Cho nên vì cái chỗ đó đó, anh Sơn ảnh lên ảnh nói rằng đó, tôi á là giống như cái sự việc chưa có tìm hiểu sâu sắc đó, ý vậy đó. Ý của ảnh như vậy. Vậy thì tại vì các anh bàn trong thầm lặng mà, đứa em gái này đâu có biết đâu phải không? Như vậy ông chắc tôi là sai nha Phi Lâm nhỏ. Ha, tiếp nghe anh. Làm cho nó chịu cái câu chuyện nó xuống. Nhưng tao không ngờ mày. Thấy chưa? Một người anh lớn tuổi không có gọi điện riêng để nhắc nhở đứa em gái mà lên đường lay dội dã lên chửi tao ha, xin mày với mày. Thì những người khán giả đã nghe, nếu mà em kêu lại với anh Phi Lông Võ này bằng mày thì em có lỗi hay không? Người anh trai của mình chửi một đứa em gái bằng mày mà xin tao, đứa em nó nhỏ nó cũng phải bực mình nó kêu bằng mày lại. Thì đừng bao giờ đổ lỗi cho em là Mỹ Phụng quá hổn khi kêu anh Phi Lông bằng mày. Nhưng mà tại sao bắt bẻ em là người hổn mà không coi lại những cái người anh như thế này lên chưa chi xin tao và bằng mày với Mỹ Phụng rồi? Như vậy thì có được hay không? Đó, khán giả coi đi. Rồi quỵ kênh cũng không sao. Đó, coi đi. Cố tình. Rồi tiếp đi anh Phi Lông Võ. Đúng. Đấy, thấy chưa? Một con người sống một cái đất nước văn minh quang quang cái mõm. Em quang quang cái mõm là sao? Đừng đặt cái câu là một cái con người đang sống ở nước ngoài mà quang quang cái mõm. Đừng gài em vô chỗ đó, Phi Long à. Đừng gài em vô chỗ đó, anh Phi Long. Rồi hôm nay mày lên. Hôm nay mày lên. Em cái câu chuyện đó muốn gì? Anh Phi Long, tôi chửi anh Nguyễn Hồng Sơn hồi nào? Anh cắt cái khúc đó ra và anh đưa cho tôi nghe. Tôi chửi hồi nào hay là tôi thắc mắc? Ông hãy cắt nghe, ông quá dội dã. Ông quá dội dã. Ông muốn giết tôi, ông cầm dao ông đâm thẳng. Chứ ông đừng đi sau lưng tôi mà muốn giết tôi kiểu này. Ông nói rất tôn trọng là phái nữ. Ông chỉ nói bằng cái miệng thôi. Vậy thì trong cái buổi đường live hôm nay, ông có tôn trọng tôi chưa? Ông chỉ nói bằng cái miệng chứ ông chưa thực hành. Bởi vì chưa chi mà ông đã dùng mày tao mày tớ với tao rồi, với tôi rồi. Vậy thì ông nói rằng ông rất lịch sự với phái nữ. Ông lịch sự chỗ nào? Nhóm thứ tư này có tôi, Nhung Nguyễn, Sen Hồng. Coi còn những người nữ nào nữa không? Chỉ có ba chị em thôi. Nếu mà còn người kênh nào phụ nữ nữa thì em không biết. Có ba chị em thôi, là phụ nữ thôi. Ông tôn trọng nhưng ông chưa bao giờ ông xúc phạm. Vậy thì bây giờ ông nói rằng đối với phụ nữ ông rất tôn trọng. Tôi thấy ông tôn trọng người nào? Ông tôn trọng ai? Bởi vì chưa xúc phạm. Nhưng mà đến khi có ở chưa có chuyện xảy ra, nhưng có chuyện xảy ra rồi, ông mới tỏ vẻ là một người ông không hề xúc phạm tới phụ nữ. Đó là ngày hôm nay đó. Chưa chi ông đã xúc phạm tôi rồi ông Phi Long ha. Chưa chi ông đã xúc phạm tôi rồi mà ông nói là ông chưa bao giờ xúc phạm người phụ nữ. Ông giỏi quá. Tiếp đi anh. Tiếp đi. Nhỏ hơn. Ừ. Là em là cháu. Ừ. Rất chuẩn mực. Chưa bao giờ có một lời lẽ nào. Nhá. Nếu ông nói vậy là ông sai. Nếu ông nói vậy là ông sai rồi. Ông nói đối với người lớn, người nhỏ, ông chưa bao giờ sức mẻ, chưa bao giờ nói cái gì nặng nhẹ. Vậy thì mình đang ngồi trên kênh này, mình đang đánh cái nhóm đa đề đó, mình có dùng những cái từ ngữ tục tiểu để chửi người ta không? Mình nói
đứa với đứa em gái này thì mình phải coi lại coi mình đang có chửi tục chửi tiểu người ta không. Có đó anh, có mà. Cho nên đừng có dùng cái từ này đối với em đứa em gái này, anh Phi Long Võ. Đừng có dùng cái từ này đối với đứa em gái này, trong khi nó có một thân một mình thôi Phi Long Võ, mà trong kênh của anh, trong những người ủng hộ anh nó quá nhiều kênh đi, mạnh lắm ha. Tiếp đi anh. Tỏ ra xúc phạm với tụi mình, nhưng đó hôm nay tụi mình quá mất dạy. Anh chửi tôi là quá mất dạy được rồi, anh chửi tôi một mình tôi quá mất dạy được rồi, anh đừng có nói nhóm này nhóm nọ mà tội nghiệp cho người ta. Tôi ở đây không có nhóm, tôi không có kết cấu kết với băng đảng nào hết á, không có một cái kênh nào để mà tiếp với tôi đâu, không có. Tôi chẳng có vô kênh phán phát, mà tôi chẳng có vô các kênh nào trong cái nhóm thứ tư này. Tôi có bắt tay với ai mà ông cứ dùng nhóm này nhóm nọ, tôi bắt tay với ai hết Phi Long. Tụi mày tưởng tụi mày là ai hả? Ông làm tôi sợ quá, tôi yếu tim. Anh làm em sợ quá anh Phi Long Võ, em bị tim đó anh. Em đang bị tim đó anh. Một mình anh đánh em trước rồi đó. Ok. Chúng tao quá hay trò hết rồi. Chúng tao không nghe. Dùng chúng tao. Dùng chúng tao không à. Biết chứ. Em biết chứ anh Phi Long Võ. Em biết bên thân anh đó có rất là nhiều bảo vệ, có luật sư, có các anh YouTube mạnh miệng giống như là anh Mộng Nguyễn vậy đó, những anh hùng đó tôi biết chứ không phải là tôi không biết. Cho nên anh lúc nào cũng dùng cái từ chúng tôi và chúng tôi để đặt chúng bay, nhưng anh đâu có biết chúng bay là có đứa nào, chỉ có một mình Mỹ Phụng thôi phải không. Nhưng mà chúng anh nhiều quá, đập đi các anh chị cứ đập, mà đập làm sao mà lòi ra cái phía sau lưng của Mỹ Phụng coi còn ai nữa thì đập. Còn nếu mà đập có một mình Mỹ Phụng, mà trong khi đó ở sau lưng Mỹ Phụng trống trơn không có một cái người nào, thì cố gắng mà đập giống như anh Phi Long Võ hôm nay cố gắng đập để moi ra những người đang ở sau lưng Mỹ Phụng là anh kêu rằng là chúng mày đó. Anh có đập tôi lên bờ xuống ruộng đi nữa cũng không tìm ra một người nào mà đang cấu kết với Mỹ Phụng để hại anh Sơn với luật sư Thanh Trần. Không, không có đó anh Phi Long, đừng vội vã anh Phi Long nha. Muốn diệt đứa em này đầu tiên là anh rồi, còn gì nữa đâu. Bữa nay em thấy rất rõ rồi Phi Long Võ ơi. Và cho em nhắc anh một cái khúc này nữa, anh đừng mượn luật sư Nguyễn Hồng Sơn vô đây. Em có những gì thắc mắc anh Sơn nói trong đường live, em vẫn thắc mắc trên đường live, nhưng anh đừng kêu chúng tôi. Nếu mà chúng tôi đồng lòng với anh để đánh một mình Mỹ Phụng thì chúng anh hàng. Bởi vì một người đàn bà khi ra trận có một thân một mình, không có ai. Mà chúng tôi lại đánh mình Mỹ Phụng á thì thôi, thì khán giả biết rồi, một mình Mỹ Phụng sao đấu lại với sức mạnh như thế này, phải không? Tiếp đi anh Phi Long. Nếu có mày, nếu có mày thì cái chen này này. No. Không có vụ việc nếu có mày. Không có. Ít nhất có một tiếng nói cũng được. Không có một tiếng nói cũng được, không sao. Đừng nói nếu có mày. Nói vậy nghe buồn lầm lắm anh Phi Long. Buồn lắm anh ơi. Đừng nói như vậy. Em không biết sau lưng anh có ai xúi dục anh không để lên chửi em mà kiểu cái nhục mạ như thế này. Không biết sao vừa xuống like là anh lên like liền là anh chửi em. Vậy thì sau lưng anh có ai bảo vệ anh không? Có không? Mà anh lên anh vội vã vậy. Thế thôi. Còn không có mày, nó cũng mang có thay đổi gì hả? Nóng tính quá. Mỹ Phụng đâu cần. Cái nhóm của anh mạnh quá mà. Nhóm của anh quá mạnh. Nhóm của anh có đủ sức để chống lại đa đề. Đâu cần có em. Đừng nói như vậy. Có em cũng được, không có em cũng không sao. Anh nói rất đúng. Rất đúng, không sai. Bởi vì sức lực của các anh quá mạnh nè mà. Phải không anh Phi Long? Trong đó anh có những vị luật sư, anh có anh Nam Râu, anh có anh Mộng Nguyễn, anh có Quốc Bảo, Lão Đại, Mộc Ngọc Quyền, phan phát quá nhiều kênh đi, nhiều kênh đó đó, phải không? Quá nhiều mà.
đâu cần một mình em biết mà em liệu sức em chơi em biết không cần em đâu anh, phải không? Không cần, có em cũng được, không có không sao, em biết thân phận của em mà, cho nên anh mới diệt cho em ra khỏi cái nhóm này, cho nên anh mới nói cái câu có mày cũng được và không có mày cũng được, chúng tôi cũng không cần, phải không? Đúng rồi, phải không anh Trùm đó, anh Phi Long? Trong cái chen thiền am này, trong cái chen thứ tư này, anh là Trùm đó. Bởi vì anh cho rằng anh sẽ chửi em, anh sẽ vạch mặt chúng mày đó, bởi vì anh quá mạnh, không? Anh mạnh quá mà. Tiếp đi anh Phi Long. Tôi không có hâm hù ai, nhưng mà tôi chia sẻ. Nếu anh nói bậy bạ, đây giống như trong đường live ngày hôm nay, nếu như anh nói bậy bạ thì em đem những cái lời nói anh ra để em phản biện, chứ em không phải em hâm dọa ai, phải nói cho đúng. Giống như hôm nay anh nói sai nè, hôm nay anh nói sai nè, anh thấy chưa? Đó, điều em cần làm là như vậy. Mình nói cho đúng để em út nó nể nang mình, mình nói không đúng em út nó lại nói phản biện lại, thì chỉ có căm hận là đây, phải không? Anh đang nói em đó anh Phi Long, anh đang nói em đó anh Phi Long giỏ. Tiếp đi anh. Tao nói rồi, qua cái câu chuyện này nha, tao mới nhận định được một số đối tượng. Rồi, anh nói qua cái trang này anh mới nhận định được một số đối tượng, để coi coi anh nói ai nha. Anh thấy rất là thú vị. Rồi, anh nói đi. Anh ai? Anh nói ai? Chưa gì đã lòi ra vài cái bộ mặt không, chưa gì đã lòi ra vài cái bộ mặt rồi, là em phải không anh Phi Long? Nói cho đúng nghe, nói cho đúng nghe. Mày đó Mỹ Phụng à, thấy chưa? Chưa chi đã lòi cái mặt mày ra rồi đó Mỹ Phụng, chính là mày. Cảm ơn nha Phi Long Võ, em cảm ơn. Đó là lời em muốn nhấn lên đó Phi Long Võ. Coi coi ai sẽ là người muốn đánh em ra khỏi cái nhóm thứ tư này. Ai là người muốn đánh em ra khỏi cái nhóm thứ tư này? Chính anh đó. Anh lộ rõ cái bộ mặt chưa anh? Lộ rõ ngày hôm nay chưa anh Phi Long Võ? Đó đó anh. Anh hỏi anh Sơn đi, anh hỏi luật sư Thanh Trần đi, có phải chính Mỹ Phụng không? Anh hỏi đi, hỏi Năng Râu đi, có phải chính Mỹ Phụng không? Hay là anh? Tiếp đi anh, quá qua anh quá giận. Hút thuốc đi anh, đang hút thuốc. Nói đi, anh mạnh dạn lắm, anh nói đi. Em không có hâm dọa, nhưng mà em coi coi những người anh lớn, những người anh lớn coi cư xử trong cái chuyện này như thế nào. Chứ em không có hâm dọa ai hết. Nói đi anh. Mỗi người đến với nhau, tất cả cũng đều có một mục tiêu. À, mục tiêu đó gì? Là gia đình thiền am. À, vậy thì em lên đây, em nói trong cái đường live ngày hôm qua với hôm nay, em có xúc phạm gì gia đình thiền am không? Anh Phi Long, hồi hôm qua tới giờ em có nói cái gì tới xúc phạm gia đình thiền am hay không? Không hề. Em không bao giờ em đề cập tới cái chuyện thiền am. Trong khi đó cái chuyện này nó xảy ra trên không gian mạng là cái chuyện nhỏ nhặt, cái chuyện cá nhân, cái chuyện ta nói không có liên quan tới thiền am, phải không? Anh đừng có mượn cái thiền am vô đây, đừng mượn. Bởi vì tất khán giả trong những đường live mà bên đa đề hay là bên nhóm thứ tư, tất cả khán giả cũng đều yêu thương thiền am, chứ không riêng gì anh, phải không? Không riêng gì anh cả, anh đừng có đem cái tiếng thiền am vào đây. Chính anh cũng là người mượn cái trend thiền am để anh muốn nổi bật đó anh Phi Long Võ à. Chính anh cũng vậy, chứ không riêng gì ai đâu. Đừng có nói mình tốt quá, phải không? Anh cần khán giả là khán giả của thiền am hay là khán giả của bà Nguyễn Phương Hằng? Tất nhiên là anh cần khán giả của thiền am rồi, cho nên anh hở, anh mượn cái tiếng thiền am. Trong đây anh đang đấu đá với em, anh đang phản biện với em, thì anh đừng lôi vào cái chữ thiền am vô đây, để cho thiền am người ta được yên lặng và bình yên đi anh. Trong khi đó cái chuyện này giữa anh em nói với nhau, chứ không phải là em đem cái chuyện thiền am ra.
Anh hãy tôn trọng những người thiền am, đừng bao giờ vì em mà anh đem cái tiếng thiền am ra để anh nói em thì dẹp đi, đừng nói như vậy. Mà nếu đó, đã mở cái mỏng ra nói là vì yêu thương thiền am, vì muốn hỗ trợ, vì giúp đỡ cho người thiền am, tôi nói cho anh Phi Long Võ biết, tôi là người cũng có tiếng nói giống như anh, chứ không riêng gì ai khác. Tôi giúp đỡ, tôi cho bằng khả năng của tôi, đó là người thiền am biết với tôi. Tôi không cần phải phân minh, phân bua đối với anh. Không, tôi không cần nói cái gì tới cái chuyện thiền am. Anh đừng bao giờ nói tới cái chuyện thiền am ở đây. Anh nói những cái đúng và cái sai giữa tôi trong cái đường live ngày hôm nay, chứ anh đừng bao giờ đem cái thiền am ra nữa, ok? Thì tao chỉ khuyên tụi mày hãy làm bằng cái lương tâm. Hồn quá anh Phi Long, anh hồn hì quá. Tao khuyên tụi mày phải có lương tâm. Lương tâm của em còn đây. Còn những tụi nào ở sau lưng em không biết ha. Em đây nè, lương tâm em còn đây. Thời gian dài sẽ trả lời hết tất cả. Anh khỏi hầm hồn mà lên chửi em. Em có sai với Nguyễn Hồng Sơn, luật sư đó. Nếu như em nhận thức em sai, em cũng xin lỗi trong một cái sự thầm lặng, giống như các anh các chị đã diễn ra trong một cái phim hài ngày hôm qua hôm kia đó. Diễn ra xong rồi đem về xóa sorry, xin lỗi trong sự thầm lặng. Thì đứa em gái này nếu có lỡ lời với anh Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần, hay có lỡ lời với ai đó, em cũng xin lỗi trong một cách thầm lặng, giống như câu chuyện của anh vừa nói ra. Tụi tôi, chúng tôi đã xử lý trong cái im đẹp đó, thì bây giờ em cũng vậy, em cũng xử lý trong cái im đẹp. Nếu như em có lỡ lời mà chửi luật sư Nguyễn Hồng Sơn hay là luật sư Thanh Trần, em cũng xử sự trong một cách im lặng để mà em gọi điện, em sẽ xin lỗi trong một cái sự im lặng được mà anh Phi Long, phải không? Vậy thì sao anh không gọi điện trong một cái sự im lặng để mà anh nói đứa em này, để mà gọi điện sorry anh luật sư Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần vì em sai? Tại sao cái sai của Mộng Nguyễn đó các anh biết dằn xếp? Tại sao cái sai của Phan Phát các anh đứng lên các anh dằn xếp? Nếu như ngày hôm nay trong đường live của Mỹ Phụng, Mỹ Phụng có sai với anh Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần, vậy thì sao các anh không dằn xếp, hay là các anh muốn đá em ra? Tại sao các anh lại dằn xếp trong nội bộ của các anh mà đối với em thì lại không được như vậy? Mà trong khi đó, sao cái đường like của em chưa có kênh nào để lên hết mà chỉ có một mình anh? Mà trong cái câu chuyện của Mộng Nguyễn là bắt đầu rần các anh các chị lên, là các anh các chị phải binh vực bảo vệ, ủng hộ hay không ủng hộ, các anh nói những cái sai cái đúng liền, rần rần làm cho em suốt đêm em cũng phải theo dõi. Còn cái câu chuyện của em, các anh đang thầm lặng và chờ đó, coi coi Mỹ Phụng như thế nào, thì anh là người vội vã, anh đại diện ra anh chửi mắng em liền. Vậy thì anh có làm đúng với một cái người anh lớn để mà giải quyết trong một cái sự im lặng hay chưa? Hay là các anh định đẩy em? Hay là anh đang ngồi đó anh chờ coi anh muốn moi ra một cái nhóm nào đang ủng hộ và đang ở sau lưng em để diệt Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần? Anh mới là người đứng lên để mà vạch trần, phải không? Xin lỗi anh Phi Long Võ, em không có một cái nhóm nào. Vậy thì anh nói được mà anh không làm được, tại sao em cũng nằm trong một cái nhóm thứ tư mà sao các anh không gọi điện để giống như là nhắc nhở em, hay là mình họp kín đó, giống như họp kín trong cái vụ việc của Mộng Nguyễn với Phan Phát với Vivi Lư đó. Tại sao các anh lại họp kín mà chuyện của em không họp kín, mà chỉ có hai người đàn bà gọi điện nói em thôi? Vậy thì em yếu lắm anh Phi Long Võ à, em yếu lắm anh, em yếu lắm, em chẳng có ai đâu. Dù anh có lên đây anh ngồi ra rã anh chửi em, anh muốn dạch cái bộ mặt ai đó ở sau lưng em thì không bao giờ có. Tại sao anh quá khôn, anh quá thông minh, anh biết bảo vệ những anh em của anh ở trong đất nước Việt Nam, những anh em làm YouTube đó anh biết bảo vệ, phải không? Còn đứa em này sống ở nước ngoài,
không cần bảo vệ, cho nên không cần nói riêng, phải không? Vậy anh sai. Cái câu chuyện của Vivi Lư tự dựng lên để khởi xướng thì hôm nay cái câu chuyện của em cũng tự dựng lên để khởi xướng. Thí dụ thì các anh lớn không à, trong cái nhóm thứ tư này có anh nào gọi điện cho em không? Chỉ có một mình anh Ruby thôi. Anh Ruby nói Mỹ Phụng ơi hiểu lầm. Ok, đó anh Ruby là người nói em liền, nhưng em chưa có trả lời lại. Em phải vội vã lên đây để nói anh nè, tại sao anh Ruby làm được mà anh không làm được? Tại sao vậy? Anh Ruby anh làm được mà tại sao anh không làm được? Anh vội vã anh lên anh chửi em vậy. Vậy thì anh có đại diện cho anh Sơn không? Anh có đại diện cho luật sư Thanh Trần không? Hay là tự nguyện? Nếu anh tự nguyện là anh đang sai với em đó Phi Lâm. Anh tự nguyện là anh sai với em, bởi vì anh có một cái nỗi hận thù em. Anh có cái nỗi mà anh muốn đẩy em ra ngay từ đầu rồi anh Phi Lâm à. Tại sao anh Ruby nhắn cho em được mà anh không nhắn cho em? Bởi vì anh ghét em. Một câu như vậy thôi anh Phi Long. Cho nên như này, anh lên anh chửi em như vậy, anh kêu xin tao và bằng mày không. Đó, vậy thì em đang vạch trần ra cái bộ mặt của anh trong cái nhóm này, hay là anh đang vạch trần em trong cái nhóm của em? Anh mới có chúng tôi, còn đối với Mỹ Phụng không có chúng tôi. Anh nên nhớ hồi nãy giờ anh dùng cái từ chúng tôi rất là nhiều, nhưng em không có. Vậy thì bên anh mới có nhóm, mới có băng, có đảng, chứ không phải là bên em. Phải không anh Phi Long? Đó, đây là một cái bài học cho anh quá vội vã. Đứa em này đã vội lên kêu tên Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần rồi, nó đã vội vã rồi. Thì sao anh không xử kính mà anh lên lên anh xử công khai đối với Mộng Nguyễn, Nam Râu, luật sư Thanh Trần và Phan Phát thì tụi anh xử theo nội bộ. Còn em, anh đem lên anh xử theo cá nhân. Như vậy thì anh đang ganh tị với em đó. Em sai, các anh dạy. Em nhỏ mà, phải không? Dạy, dạy trong sự im lặng đi. Tại sao anh Ruby nói được mà anh không nói được? Anh mượn cái đường lai này, anh nói em, anh chửi em. Như vậy thì anh quá có một cái sự ganh ghét em đó anh Phi Lâm. Rồi anh nói tiếp tục, anh vạch em. Có gì đâu vạch. Em chẳng có nhóm, em chẳng có băng đảng nào, anh khỏi vạch với em đâu. Nhưng mà em coi coi anh đang làm cái gì đó. Hôm nay em nói đó, là em lòi ra anh trước rồi đó. Rồi tiếp tục nha. Bộ này là có bị tạo, đừng có đạo thức giả. Ờ, không có đâu anh Phi Long võ à. Em chẳng có cái gì mà đạo đức giả hết á. Em vẫn đồng hành với anh, em chẳng có đạo đức giả gì. Em không có lừa đảo ai, mà em cũng chẳng có làm cái gì sai hết. Thì không có gì đạo đức giả. Đâu phải là đạo đức giả khi nào mà em ủng hộ luật sư Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần, là em ủng hộ cái kiểu mà qua lo đó, thì anh nói em đạo đức giả. Còn đằng này á, anh em chúng ta vẫn vui vẻ mà, đâu có cái gì mà đạo đức giả. Nhưng mà bởi vì trong đường live của anh Sơn ngày hôm qua nói tới em, nhưng mà em hỏi trong kín đáo rồi. Trước khi em lên live em đã hỏi trong kín đáo, thì các anh có anh nào trả lời cho em biết không? Đến khi em lên live thì anh Ruby ảnh mới nhắn là giống như là hiểu lầm đó, giống như cái câu đó ý là như vậy. Thì tại sao từ ngày hôm qua tới giờ em hỏi trong một trong rồi, em hỏi kín rồi, không có anh nào trả lời em hết? Như vậy thì có phải muốn đánh em ra không? Muốn diệt em ra khỏi đây không? Diệt em xong để môi ra những cái người nào sau lưng em. Nhưng mà bên anh đã bậy rồi anh Phi Lâm, bên anh đã bậy rồi. Em không, em đã nói với anh rất là nhiều lần, em không có băng nhóm nào hết, chỉ có một thân một mình là em thôi. Dù anh có quánh đập em, anh có đưa em ra xử bắt, em đâu biết gì đâu mà em khai. Bởi vì có mình tôi làm thôi, đâu có ai đâu, phải không? Đó là như vậy đó anh Phi Lâm à. Nhìn lại xem tụi mày có khác cái đám con lan lừa. Đừng nói như vậy anh Phi Lâm. Tụi mày có khác với con đám con lan lừa. Đừng nói như vậy nghe đau lòng lắm ha. Đừng nói như vậy, anh quá mạnh mà. Anh hồng hồ, anh chửi giỏi mà. Đừng nói như vậy nghe anh sợ. Chỉ tay rồi làm dữ dội lắm. Hả ha. Làm mẹ thế nào. Em chưa có điều đó đâu anh Phi Lâm.
Em chưa có điều đó, em chưa có nói là em làm mẹ thiên hạ, không có. Không có đâu anh. Mà em chờ em phản biện lại những cái lời nói như thế này này nè. À, em có làm mẹ, em làm mẹ sao được, một thân mình làm mẹ được. Phải không? Mà trong khi đó, chẳng hạn như anh vậy, em đâu có đẻ được đâu mà em phải làm mẹ anh. Đó, em đâu có đẻ anh được bởi vì anh lớn tuổi hơn em. Làm sao em đẻ anh được mà em làm mẹ? Cái đầu của em nó không đủ hiểu biết nhiều. Đâu bà phải là hiểu biết giống như anh. Thì làm sao em lên trên không gian mạng này em làm mẹ anh được? Bởi vì nhỏ tuổi hơn thì em không bao giờ em đẻ anh được. Cho nên em không bao giờ em nghĩ tới cái chuyện là em làm mẹ anh ha. Không bao giờ có nghĩ cái điều đó. Mỗi lời nói chúng mày là đúng, còn chúng ta tất cả đều sai. Đúng. Tôi chưa bao giờ tôi nói đúng ha. Nhưng mà tôi nói rằng sự việc nó xảy ra như vậy, cái vụ thưa kiện như vậy đó có làm được hay không, như vậy thôi. Chứ tôi chưa bao giờ nói giống như những cái lời anh nói, biết chưa Phi Long Võ? Tại sao tôi mượn cái tiếng nói của anh? Đây là những cái bằng chứng. Những cái bằng chứng anh vội vã anh lên anh chửi tôi, cho nên tôi mượn lại những cái tiếng nói của anh. Trong khi đó tôi chưa chửi anh trước mà anh đã lên đây rồi. Thì anh hãy thông cảm và khán giả hãy thông cảm nghe hết những cái đường like của ông Phi Long Võ này ha. Quá hàm hồ. Dạ. Nó ngược lại quan điểm chung với mọi người bên này thì nó xin lỗi. Ừ. Cũng mé cần này. Tôi biết. Tôi biết anh đéo cần tôi. Tôi biết từ lâu rồi chứ không phải bây giờ đâu anh Phi Long Võ. Tôi biết lâu rồi chứ không phải bây giờ đâu anh Phi Long Võ à. Khỏi cần nói đâu anh. Tôi biết anh muốn diệt chủng tôi từ lúc đầu, tôi có nói với luật sư Thanh Trần rồi. Không cần đâu anh ha, không cần đâu Phi Long Võ. Ông khỏi chơi tôi đâu. Tôi yếu đuối lắm, tôi không có ai bảo vệ. Khỏi chơi tôi. Tại sao bên anh làm việc trong một cái sự ầm bung trên không gian mạng mà lại xử âm thầm, còn tôi anh lại chửi tôi và anh nhục mạ tôi? Tiếp đi. Hàm hộ. Ừ. Làm rối thêm cái nội bộ. Nhưng tao nói thẳng, từ xưa tới bây giờ tao chưa từng xem tụi mày là nội bộ. Thấy chưa? Tự khai nha. Khán giả nghe rõ, nghe rõ tiếng anh Phi Long không? Em có nói quan cho ảnh không? Chúng tao chưa bao giờ xem chúng mày là nội bộ. Thấy chưa? Vậy thì hôm nay trong đường live, tôi Mỹ Phụng nói có sai không? Anh Sơn, chị Thanh Trần, em nói có sai không? Chúng tôi chưa bao giờ xem chúng mày là nội bộ. Nam Râu, Mộng Nguyễn, Lão Đại có nghe chưa? Thì tại sao muốn đánh tôi ra? Nghe chưa? Vậy thì khán giả hủy kênh Mỹ Phụng được chưa? Phải cho Mỹ Phụng có thời gian. Và hãy cho Mỹ Phụng phải có một cái con đường tự xử lý. Chưa chi vội vã quá. Thấy chưa, chúng tôi chưa bao giờ coi chúng mày không? Nghe chưa, nghe rất rõ rồi phải không? Đó, tự khai. Tự khai ra. Nếu Mỹ Phụng không làm như vậy thì làm sao Mỹ Phụng vạch chân được những cái bộ mặt thật như thế này? Thấy không? Còn một người, còn nhóm sau lưng nữa chưa đâu. Còn nữa Phi Long Võ ơi, khỏi vạch trần em gái này đâu anh Phi Long Võ, mà chính cái miệng anh đã nói rồi đó. Thấy chưa? Chúng tôi chưa bao giờ coi chúng mày là trong cái nhóm này. Thấy chưa? Thấy chưa? Không có đâu. Thề một câu danh dự, Mỹ Phụng không có cái nhóm nào cả. Mỹ Phụng một lòng từ hồi trước tới giờ vô cái trên Tiền An ủng hộ luật sư Thanh Trần và ủng hộ luật sư Nguyễn Hồng Sơn, bất cứ các kênh YouTube nào Mỹ Phụng một lòng chung thủy. Một lòng. Chứ không bao giờ có cái khái niệm mà tao chưa bao giờ tao coi chúng mày. Thấy không? Trong một cái nhóm của chúng ta. Đó, thấy chưa anh Phi Long? Nếu em không nói ra ngày hôm nay thì làm sao em lột được cái bộ mặt thật của anh Phi Long Võ? Em hôm nay em lột trần truồng cái bộ mặt của anh rồi đó, anh thấy chưa? Giống như Xu Sân Trần đó, anh thấy chưa? Vậy thì khán giả quỷ kênh em có đúng hay chưa? Hay là có tin em hay chưa?
hay là nói em là cái con người xảo trá, có chửi em hồi nãy trong đường live của em. Em không làm sao lột được cái bộ mặt thật này. Mà cái bộ mặt này là cái bộ mặt những nhóm nhiều chứ không phải nhóm ít. Em mới là nhóm ít đây, em có một mình. Vậy mà luôn luôn lúc nào Phi Long Võ cũng dùng một cái từ là chúng tôi và chúng tôi, và cho rằng là chúng mày, nhưng cuối cùng có một mình Mỹ Phụng mà bên đó thành chúng tôi chưa bao giờ coi chúng mày là chung cái nhóm này cả, thấy chưa anh? Đó, tiếp đi. Nhưng nếu đã không còn là bạn thì cắt đứt, nghỉ chơi cho vui vẻ. Con mẹ của mày, thấy chưa, hổn chưa, quá hổn chưa, thấy hầm hồ chưa? Nếu chúng mày muốn nghỉ chơi thì nghỉ chơi, còn mẹ chúng mày hùng hổ quá. Tiếp. Cứ khi vui vẻ thì tôn trọng và ca ngợi lẫn nhau. Khi cảm thấy á, mất đi cái quyền lợi, mất đi cái địa vị là quay ra tấn công nhục mạ mọi người. Tôi không có bao giờ tôi nói là tôi mất đi cái địa vị. Chỉ có anh mới đánh ra một cái địa vị đó thôi, chứ tôi không bao giờ mà tôi á làm những cái điều đó. Thấy không? Tôi chưa bao giờ làm điều đó đâu, Phi Long Võ. Ha, tiếp. Một lũ cờ hó. Ông, tôi không biết ông chỉ trích ai mà ông chửi rằng một lũ cờ hó. Lũ nào? Ông phải nói cho rõ. Một lũ nào? Tôi đã nói ông rất rõ, có một mình tôi thôi. Một lũ nào mà trong khi đó ông nói tới chúng tôi, ông quá nhiều mà ông cho là một lũ, ông hãy đưa ra một lũ đó cho tôi ha, ông phải đưa ra một cái lũ đó cho tôi nha. Tiếp đi. Uống cà phê xong nói tiếp đi anh Long. Thách đố tụi má tụi mày luôn ha, không má tụi mày luôn ha, mà không có ai hết thích ông lên một lượt đi, mà không có ai hết, chính anh lòi cái bộ mặt anh còn chửi thề má tụi mày nữa, dữ quá ta, dữ quá không. Chúng tôi chưa bao giờ coi chúng mày trong một cái nhóm, cho nên đề phòng, cho nên đề phòng phải họp mặt. Chuyện thì quậy lên trên không gian mạng, còn xử lý thì xử lý trong sự âm thầm, thấy vậy không? Rồi bây giờ bắt chúng tôi chửi thề tụi mày không? Vậy thì chúng tôi có ai đâu mà đưa ra mà vạch trần. Hãy vạch trần những người trong nhóm của các người đó, thì hãy vạch trần. Mỹ Phụng một ở bên Mỹ này chỉ có một mình Mỹ Phụng thôi. Kênh anh Tiến Dũng thì lúc nào Mỹ Phụng cũng tôn trọng, nhưng mà Mỹ Phụng không nhắc tới, bởi vì anh Tiến Dũng ảnh rất là tốt. Nhưng mà anh muốn vạch trần ai ra đây, hay là anh vạch trần trong cái nhóm của anh đang là chúng tôi đó? Đó, anh nên nói như vậy thì đúng hơn. Chúng tôi và chúng tôi, còn tôi ở bên Mỹ có một mình thôi, tôi chẳng có ai là chúng tôi cả. Vậy thì anh cưỡi thề, anh dùng những cái từ quá chúng mày thì anh sai nữa rồi. Đó, như vậy mà anh cho rằng anh vạch trần tôi, và anh cho rằng anh sẽ vạch mặt sạch cái bộ mặt của tôi, mà chưa chi anh đã dùng lời ủ má với tôi rồi. Hả? Anh Phi Lâm. Đó. Tiếp đi anh. Đụng má rồi ha. Trong sự việc tao đã nói rồi, chúng ta muốn á giữ được cái bản chất ôn hòa giữa các anh em với nhau. Cái đó đó anh Phi Long Võ, chúng ta muốn giữ một cái cách ôn hòa là bởi vì đúng rồi, bởi vì đâu có đứa em này đâu, cho nên anh mới nói rằng là chúng ta muốn giữ một cách ôn hòa thì chỉ có cách chung nhóm của các anh biết thôi, chứ làm sao tôi biết được. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ coi chúng mày trong cái nhóm này, anh thấy chưa, thấy không anh? Thì bởi vì anh xử lý trong cái ôn hòa thì đã làm sao đứa em gái này biết được. Thì nếu như trong đường live sáng nay em có sai với các anh đó thì hãy thông cảm nha, bởi vì tôi không có nằm trong nhóm.
Từ khi trong nhóm của các anh đã coi tôi không có ra gì rồi, thì bây giờ tôi đã biết rồi đó. Tôi đã biết và tôi đã, tại sao trong cái đường live hôm nay tôi đã nhận thức ra được rằng chưa bao giờ chúng anh coi tôi trong cái nhóm cả. Phải, đó là anh Phi Long Võ. Tiếp đi anh. Chứ ở đây chúng ta không phải tôi, không phải bộ. Đúng rồi. Tôi chưa bao giờ nói chúng, các anh đó. Tôi chưa bao giờ nói các anh đuôi mù. Tôi chưa bao giờ nói. Tôi chưa bao giờ mà tôi nói cái điều đó. Nghe anh Phi Long Võ. Không biết phân biệt đúng sai. Nhưng á, nếu nói thẳng thắn ra thì nhìn đi nhìn lại cũng là tổn thương em mất con cháu mình không? Tổn thương nhất trong cái sự việc xảy ra đó là Vivi Lư đó. Cái đó mới tổn thương khán giả. Khán giả phải làm chạy suốt kênh này suốt kênh kia để mà theo dõi. Các anh làm việc trên không gian mạng làm cho khán giả chạy đi chạy lại để mà theo dõi, trong đó có tôi. Nhưng cuối cùng các anh xử lý trong im đẹp rồi, các anh lên nói rằng chúng tôi xử lý rồi, trong im đẹp rồi, chúng tôi xử lý trong im đẹp rồi đó. Các anh làm cái chuyện nó trái trên mạng xã hội, rồi các anh lại nói chúng tôi. Như vậy thì các anh có đúng với khán giả của anh chưa? Dằn xếp như vậy đó phải không? Vậy thì đối với tôi thì các anh cũng phải dằn xếp như vậy mới công bằng, biết không? Nhưng anh lại là người giật tôi, giống như là anh quá giỏi anh giật tôi đó. Anh về, để tôi nói lên cái khúc này. Anh về anh hỏi lại cái nhóm của các anh đi. Anh hãy hỏi lại cái nhóm của các anh đó. Đối với Mỹ Phụng trong cái đường live hôm nay nó sai như vậy đó, thì họp đi, họp nội bộ đi, coi xử đứa em gái này như thế nào. Tại sao không họp nội bộ mà anh lên anh chửi tôi, anh chửi thề bây giờ tới nữa rồi đó. Uổng quá rồi đó, chẳng khác nào như Mộng Nguyễn đó. Mộng Nguyễn nóng lên cũng vẫn chửi thề, chửi xong rồi xin lỗi trong ôn hòa đó. Thì hôm nay anh cũng uổng quá tụi mày đó, thấy chưa? Rồi, tính đi đó. Giải quyết trong ôn hòa đi, hay là muốn hất đứa em này ra luôn? Hãy nói cho tôi biết nha. Thì tốt nhất giữ em lặng ngồi quan sát. Anh, tôi có kênh, anh cũng có kênh, phải không? Anh họp mặt trong cái sự kín đáo mà anh kêu tôi xử im lặng. Tôi biết gì đâu mà tôi xử im lặng. Đương nhiên tôi phải lên tôi tìm hiểu chứ. Anh tự nhiên bên anh là anh kêu chúng tôi phải ngồi im để chờ các anh xử lý. Ủa là cha hả? Ủa gì kỳ vậy? Bên anh nói được không, để không đây tôi nói không được sao mà kêu tôi là phải giữ im lặng, phải không? Bậy nghe anh Phi Long. Dạ em có động não suy nghĩ lắm. Khán giả nào nói đừng có kéo Vivi Lư ra vô á. Em đã nói chuyện với Vivi Lư mới vừa nói là sáng này luôn nữa. Vivi Lư nói xin lỗi với Mỹ Phụng là vì em mà nó xảy ra chuyện này. Vivi Lư xin lỗi Mỹ Phụng nhiều lắm. Nói cho khán giả biết trong đây, nói ai mới vừa bình luận nói Vivi Lư đó, Mỹ Phụng rất thương Vivi Lư và Mỹ Phụng nói chuyện với Vivi Lư mỗi ngày. Và hiện tại bây giờ sáng nay Vivi Lư khóc với Mỹ Phụng là vì em mà nó xảy ra chuyện này. Thì khán giả nào mới bình luận đó thì hãy bình tĩnh nha. Cái gì cũng vậy, đừng vội vã. Đừng có vội vã rồi quỷ kênh rồi chửi mắng Mỹ Phụng trong một cách nhục mạ như vậy đó. Thì bây giờ nghe anh Phi Long nói đi rồi biết coi chửi những cái lời đó đối với Mỹ Phụng có đáng hay chưa. Đó là như vậy. Đó, chị Long Phạm cũng vẫn nói sao càng ngày càng lôi ra những chuyện mà liêm sĩ quá đó. Tại vì người ta muốn đánh em. Người ta muốn đánh em. Người ta cứ nghĩ sau lưng em có một cái băng đảng nào đó, nhưng mà sự thật là không có. Cả nhà biết mỗi khi em thức dậy đó là một cái sự áp lực hai bên đó. Nhưng em không phải là người mà vô liêm sĩ để em hại người này người kia. Cho nên đừng đánh Mỹ Phụng một. Mỹ Phụng yếu lắm, đừng có đánh, mà muốn đánh nó muốn môi ra chuyện này chuyện kia thì không có đâu. Mỹ Phụng không bao giờ khai bất cứ một điều gì. Nhưng đừng bao giờ mượn Mỹ Phụng ra làm một cái mũi tên để đánh vào Mỹ Phụng, để môi ra và vạch trần những người khác thì sai rồi. Hãy giữ lại cái mũi tên đó, bắn vào những cái người khác chứ đừng
giữ cái mũi tên đó bắn vào Mỹ Phụng thì uổng công lắm. Mỹ Phụng ở đây, Mỹ Phụng chưa bao giờ hại Nguyễn Hồng Sơn, luật sư Thanh Trần, bất cứ một kênh YouTube nào, chưa bao giờ nói xấu ai một lời nào. Nếu ai có bằng chứng thì đưa lên. Nhiều khi câu chuyện nói qua nói lại, có nhiều khi luật sư Thanh Trần đây nè, nhiều khi em nói chuyện với bạn bè em vẫn cười, trời ơi luật sư Thanh Trần chỉ nói cái gì vậy, mắc cười quá. Nhiều khi chỉ nói cái câu chuyện đó không đúng, mắc cười quá, cái đó là cười vui vẻ nói chuyện. Còn giống như á, để hại nhau thì không có gì để hại, mà chính người ta muốn đẩy Mỹ Phụng ra cả nhà, người ta muốn giết Mỹ Phụng, người ta muốn bắn Mỹ Phụng để cho Mỹ Phụng khai ra cái nhóm nào ở sau lưng. Nhưng mà sự thật chẳng có nhóm nào, cái áp lực nó quá nặng. Hôm qua Mỹ Phụng cũng có gọi điện cho một người bạn nữa, Mỹ Phụng nói chắc em không có vào cái chia sẻ trong đường live này nữa, bởi vì áp lực quá, người ta muốn giết em đó. Đó, bây giờ thấy rõ chưa? Hồi nãy khán giả vội vã hủy kênh em dữ lắm, em biết, tại vì người ta cứ nghĩ rằng em sai, nhưng mà em không có sai. Martin, Martin nghe chưa? Martin nghe chưa? Đó. Phi Lâm Võ, có sao tôi nói vậy, tôi đâu có nói sai. Hồi trước đây, đúng, tôi chưa bao giờ vào cái trend của Thiền An. Tôi nghe nhưng mà tôi chưa vào. Bởi vì thời điểm đó, tôi đang vào cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì có sao tôi nói vậy chứ đâu phải tôi khinh khi khán giả. Tôi biết rằng sau cái cuộc live stream này, tôi biết khán giả sẽ hủy kênh tôi. Và tôi nói rằng tôi trả lại đó. 2.000 người đăng ký kênh tôi trong cái câu chuyện drama của Thiền An, tôi trả lại. Nếu như người nào đó thấy tôi sai thì có quyền hủy kênh tôi trả lại. Đó là cách tôi tôn trọng khán giả mà đã từng ủng hộ Mỹ Phụng, chứ tôi đâu có gì sai. Tôi không bao giờ tôi nhục mạ khán giả, mà tôi chưa bao giờ tôi lên kênh YouTube tôi chửi khán giả của tôi. Luôn luôn lúc nào một người tôi cũng vẫn thương, hai người tôi vẫn thương. Còn anh á, anh muốn lấy khán giả của tôi, anh muốn đánh ra cho tôi khỏi kể từ khi anh mở lên cái đường live này. Tôi nói anh mới có lòng tham, chứ đối với tôi không có. Bởi vì tôi biết tôi lên đường live sáng nay là khán giả sẽ không hiểu tôi và sẽ hủy kênh. Đó là một cái lời tôi nói, là tôi trả lại hết những gì khán giả đã yêu thương tôi đó, Phi Long à. Hiểu chưa? Vậy thì ta nói rõ luôn với mày. Nếu như mày không nhận được sự ủng hộ lớn của mọi người bên thân Thiền An thì mày nghĩ đi đâu mà. Thấy chưa? Thấy không anh Lâm của em? Thấy không khán giả mà đã từng ở trong đường live của em? Em đã từng tâm sự, có một hai người trong đây em đã từng tâm sự rồi. Anh Phi Lâm Võ chính là người muốn hất em ra. Em thề trước một câu danh dự trong đây, nếu mà cái người đó đó sau cái đường live này đó gọi điện lại cho Mỹ Phụng đi, có phải Mỹ Phụng nói là đúng không, y chang thấy không? Nhưng bởi vì Mỹ Phụng rất là bí mật, giữ kín những người đó, thì bây giờ những cái lời mà Mỹ Phụng tâm sự với cái những anh hoặc chị em trong đường live của Mỹ Phụng nè, có phải như vậy không? Thấy rõ không? Còn nữa, còn một người nữa, còn một người muốn đánh Mỹ Phụng nữa chưa lên tiếng. Còn một người nữa, đợi đi, hãy đợi đi. Mỹ Phụng nói không sai đâu. Ha, còn nữa. Ở đây cũng không ai yêu cầu năn nỉ lại luật. Thấy chưa? Ở đây không có ai yêu cầu năn nỉ và lại luật mày. Em cảm ơn Nguyễn Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần và các kênh anh em YouTube khác. Em chưa bao giờ
kêu các anh lại giúp em để năn nỉ em ở lại, bởi vì em đã biết trước rồi. Bởi vì em biết trước, em biết trước đối với ai thì các anh hợp kính, nhưng mà đối với em các anh không có hợp kính. Gọi nói một cái câu này cho tôi đau lòng, là bởi vì các người muốn đánh tôi ra, nói chi cho đau lòng vậy. Đau lòng tôi. Tiếp đi Vi Long. Thấy chưa, cả nhà thấy chưa, trong suốt một thời gian dài em đi đánh để mà đòi lại sự công bằng, em đi cùng một nhóm để em đánh ra đề, bây giờ nó chửi em là chỉ có ăn tục nói phép. Vậy thì nó có ăn tục nói phép không, nó có hay không? Em tính cái câu này của nó em chảy nước mắt. Có không, nó có ăn tục nói phép không? Bây giờ cùng nhóm, bây giờ nó nói như vậy đó, thì chẳng khác nào có coi tôi ra gì trong cái nhóm này không? Vậy thì tôi có phải là người tự đứng im không? Phải không, Phi Long Võ? Trong cái câu chuyện đó Diễm My, tao đã từng vào comment trên đường like của mày. Phi Long Võ, Phi Long Võ, ở đây tôi nói với ông là chuyện này, ông đừng bắt tôi cái chuyện, ông lôi ra cái chuyện của Diễm My vậy thì lòi ra một người nữa. Thấy không, trong đường like của em có một người nữa đó, thấy chưa? Ông hôm nay ông lôi ra cái vụ Diễm My là tôi đã có đây rồi, còn một người nữa để đánh Mỹ Phụng trong chuyện này, trong nhóm của chúng tôi không đó. Tôi biết lâu rồi Phi Long Võ, ông khỏi cần nói ngày hôm nay. Và tôi đã biết người nào, người trước tiên nói câu này chính là ông, còn một người nữa. Một kênh YouTube mà tôi rất yêu và tôi rất thương, mà kênh đó lại nói sau lưng tôi những điều mà tôi rất buồn trong cái vụ việc Diễm My. Không, thì bây giờ anh là người đầu tiên anh để tôi lòi ra thêm một cái nữa là người nào đang hại tôi đây, chính là anh. Còn một kênh YouTube nữa Phi Long Võ, còn một kênh YouTube nữa anh chờ đi, tôi sẽ nói từ từ, tôi chưa nói hết ở đây đâu. Còn nữa Phi Long Võ à, đừng có xạo sự, đừng cái bày đặt từ hồi trước tới giờ, thấy không? Đừng có nói là tôi rất yêu rất quý, không phải đâu. Phi Long Võ cũng đánh tôi hai trận rồi, một cái trận làm Diễm My, thêm cái trận làm chở chuẩn bị mở cái kênh này. Bây giờ nghe rõ rồi ha, còn nữa lỡ đó, thấy chưa, một cái người thân của Mỹ Phụng, Mỹ Phụng hay tâm sự trong cái đường live như nè, nói cái vụ Diễm My nè, thì bây giờ Phi Long là người đầu tiên đó, thấy chưa bạn? Tiếp đi. Hồn lắm. Quá đáng anh Phi Long Võ, anh quá đáng với tôi. Trong cuộc đời ai cũng có sai và có đúng. Trong cái câu chuyện Diễm My, tôi vẫn đi tìm, chứ không phải là tôi vu khống. Tôi đi tìm, tôi nói trong đường live của tôi rồi, tôi có đi tìm và tôi đã cho chứng minh khán giả biết rằng là cái câu chuyện Diễm My như thế nào, là tôi đã nói, tôi trình bày ra hết rồi. Tôi đã nói rồi, thì lý do gì ông là người đánh tôi đầu tiên mà còn một kênh YouTube nữa chuẩn bị đánh tôi nữa ông? Có phải đối với tàn nhẫn với tôi không? Một câu chia sẻ trên không gian mạng này, người ta sai hay hoặc là người ta đúng, người ta có nhận thức được, phải không? Chứ tôi không bao giờ mà tôi đi ma mị. Tôi có đi tìm Phi Long Võ à, chứ không phải gì tôi không có. Đừng có đổ oan cho tôi như vậy, đừng có nói như vậy. Mà tôi cảm thấy tôi mất đi cái niềm tin giữa tôi và ông khi mà tôi nói chuyện với ông, tình nghĩa anh em, mà không ngờ ông dắt một cái cây dao trong lưng ông tới ngày hôm nay, ông mới để ra cho tôi thấy sự thật. Ông rất là tàn nhẫn với tôi. Nhóm thứ tư này rất là tàn nhẫn với tôi. Còn nữa, còn một tờ kênh YouTube nhóm thứ tư nữa. Đó,
Phi Long Võ, nếu như ông thấy tôi lúc đó sai, ông gọi cho tôi. Nhưng mà tại sao ông lại lặng câm vậy? Tại sao? Bởi vì chúng ta cùng chung một con đường, một chí hướng, phải không? Ông bực mình vì tôi trong cái vụ việc Diễm My. Tôi đâu có đến nỗi cái tội lỗi của tôi dữ vậy, mà trong khi đó tôi đi tìm mà Phi Long Võ, phải không? Tôi đi tìm chứ đâu phải tôi không đi tìm, mà tôi nói bằng miệng. Tôi có những cái bằng chứng, tôi có thu âm cái cuộc đi tìm của tôi, chứ không phải tôi nói bằng miệng của tôi, Phi Long à. Ông nên nhớ điều đó. Ông bực mình tôi vụ đó, ông không nói. Hay là vì cái vụ đó ông để một cái sự hận thù trong lòng tôi. Ông chờ cái cơ hội nào đó để ông đem ra để ông vạch trần, thì tôi đã biết trước rồi, và tôi đã thủ thân tôi rồi, ông Phi Long Võ. Một người bạn và một người anh trong cái đường lai này, và một người chị trong cái đường lai này, tôi đã tâm sự trước rồi trong vụ việc Diễm My. Cái người đánh tôi đầu tiên, đúng ra tôi nói cái kênh kia kìa chứ không phải anh. Nhưng mà anh là người đã hận thù tôi trong cái vụ việc Diễm My trước rồi, cho nên hôm nay anh mới nói ra như vậy đó. Thì anh là người đầu tiên ha, anh là người bắt đầu để mà đánh tôi. Còn một người nữa, hãy đợi đấy. Là để cho tụi mày thể hiện. Im lặng để cho tụi mày thể hiện. Vậy là trong nhóm thứ tư đó. Để tôi nói cho Phi Long Võ biết một cái chủ diệu vụ việc Diễm My. Chính luật sư Thanh Trần vẫn nói cái con đường tôi tìm là đúng, cái chỗ mà tôi nói là đúng. Chính luật sư Thanh Trần nói như vậy. Nếu ông không tin, ông hỏi luật sư Thanh Trần đi, rồi ông hãy lên nói. Trong khi đó ông là một người bảo vệ luật sư Thanh Trần, bảo vệ luật sư Nguyễn Hồng Sơn, ông bảo vệ. Mà cái lời nói của luật sư Thanh Trần nói con đường tôi đi tìm là đúng, mà ông lại là người nghi ngờ tôi là sai. Như vậy thì chúng ta cùng chung chí hướng không? Hay hôm nay tôi khơi dậy cái câu chuyện này, rồi bắt đầu lòi cái bộ mặt thật của ông ra, phải không? Ông hỏi luật sư Hồng Thanh đi, có phải là Mỹ Phụng nói Diễm My ở đó là đúng không? Ông nên hỏi cái người mà chung nhóm của ông đó, mà cho rằng ông cho rằng cái nhóm của chúng tôi không bao giờ coi chúng mày là một cái nhóm. Ông hỏi lại đi Phi Long Võ. Cái cách thể hiện của tụi mày không làm tổn thương đến người thì ra không làm hại đến á. Anh em mới nhớ sự thật. Cho nên mày ngồi mày canh. Ủa, ông lên, sorry. Nói với Phi Long Võ phải kêu bằng anh. Em lộn, tại về nãy nó kêu bằng mày và nó chửi thời lượng má đó. Thì em xin lỗi anh. Bởi vì em cùng chung tiếng nói trong cái nhóm của anh, cho nên anh mới ấp ủ cái vụ việc Diễm My trong suốt một năm dài, thì tội nghiệp cho anh quá. Chỉ có một cái câu chuyện Diễm My mà anh ấp ủ, anh chờ. Anh chờ thời cơ, anh đánh em hoài mà anh đánh chưa có được. Anh chờ cái sơ hở này anh mới đánh em, phải không? Tội nghiệp anh quá, anh ấp ủ cả năm nay. Chắc cái bụng của anh nó nặng nề với con Mỹ Phụng này dữ lắm. Anh vào anh ủng hộ em chỉ bằng là anh vô ủng hộ chỉ bằng là giống như là đạo đức giả thôi, chứ không phải là anh ủng hộ em thiệt. Là bởi vì trong lòng của anh hận thù em tới cái câu chuyện của Diễm My quá rồi, phải không? Anh hận em dữ lắm rồi, cho nên anh mới để trong bụng anh như vậy. Hôm nay có cơ hội anh nói ra sạch đó anh Phi Long Võ ha. Nói nữa đi anh. Tôi chưa binh vực một cá nhân nào hết. Nếu tôi binh vực cá nhân thì trong đường lai hôm nay tôi không bao giờ tôi lai. Thứ nhất tôi nói cho ông rõ, tôi không binh vực cá nhân ai. Vụ Vivi Lư tôi cũng đã nói chuyện với Vivi Lư. Vụ Cindy Nguyễn, Cindy Nguyễn đó mà đang ở Việt Nam mà mới ở bên Pháp đó, tôi cũng chưa bao giờ tôi đứng ra tôi binh chị rất là buồn tôi. Bởi vì chị nói với tôi một câu rằng Mỹ Phụng, không lẽ Mỹ Phụng không tin chị? Mỹ Phụng đi bên người bên kia sao? Nói chị đừng bao giờ nói như vậy. Đừng bao giờ nói như vậy, em vẫn tôn trọng chị Cindy Nguyễn à. Cindy Nguyễn ở bên Pháp đó. Bên đây chị Nhật Anh Trần cũng là người chị mà tôi đã từng lên trên mạng này để cho chị Nhật Anh Trần nói chuyện. Khi chị Nhật Anh Trần nói cho cái đường live như vậy, vậy vậy sự việc xảy ra vậy, Cindy Nguyễn như vậy vậy đó, em cũng cãi lại chị
chị Nhật anh Trần, em cũng cãi em đâu có nghe, bởi vì em không muốn làm sai với lương tâm của em khi em chưa có bằng chứng mà em đi hại một người, mà anh lại nói em bảo vệ một người thì em bảo vệ người nào? Nếu anh không tin anh gọi Nhật anh Trần, anh gọi Cindy bên Pháp đó, anh gọi anh hỏi đi, Mỹ Phụng có bảo vệ cho ai không? Không có ai đâu anh, bởi vì em thấy câu chuyện này nó bất đồng. Em không muốn mình đứng lên mình hại một người mà mình chưa có bằng chứng. Anh nên mình nhớ điều đó. Chứ em không có đứng ra bảo vệ ai. Anh hãy nói ra cho em biết là sự mâu thuẫn của anh, sự mâu thuẫn của anh đó, anh mâu thuẫn với em cái chuyện gì? Anh nói đi, em bảo vệ ai? Phi Long Võ. Mỗi người đang ra sức, đang nặng nề mọi khổ là vì cái chung. Em không biết. Anh nặng hơi mỗi cổ vì cái chung, em không biết. Tại vì anh làm thầm lặng làm sao em biết. Mà anh gào lên đây, em đâu có biết đâu. Tiếp đi anh. Khỏi cười đâu gì cô ta. Từng người một. Đừng có mơ mộng mà tôi quay xe về với cái bên cái nhóm của các người. Quay qua đó, đừng có cười tôi. Dù là đồng nghiệp của tôi hay là những anh em của này đánh tôi ra, nhưng đừng mong tôi quay về với các người. Có đâu. Các người là một lũ ác ôn. Đừng có nói như vậy, đừng có lên cười tôi chợ. Giỡn hoài, tôi sẽ dạch chằn ra từng bộ mặt cho ở đó mà cười. Tôi chưa bao giờ tôi cưu tới cái miệng của anh. Phi Long Võ, anh đừng có nói tao chưa nói thì hãy để cho tao im. Tôi chưa nói mà ông đã sổ sàng, ông đã lên rồi. Biết chưa? Không? Ông muốn nói, ông có miệng, ông có quyền nói. Nhưng mà tôi có đủ khả năng để tôi phản biện lại ông không? Đó mới là điều quan trọng. Ông nên nhớ điều đó. Ông phải nhớ điều đó. Ông tự ông đưa ra những cái chuyện này á để cho người ta cười lên đầu ông, chứ không phải người ta cười tôi. Bởi vì ông có một cái sự mâu thuẫn với tôi đó, Phi Long Võ à. Mà ông ấp ủ trong lòng, ông chờ cái cơ hội này, ông gặp tôi luôn đó, Phi Long Võ. Ông coi đi, nếu như luật sư Nguyễn Hồng Sơn, luật sư Thanh Trần, Nam Đông và các kênh YouTube khác, tại sao tôi kêu ba người này mới nói công tâm, mới nói đâu đó rõ ràng. Tôi kêu ba người này, nếu như có sai, tôi cùng một nhóm thì hãy nói với tôi trong sự im lặng đi, nếu tôi sai. Còn ông này, tại sao ông hầm hồ, có phải muốn đá cũng thuận ra không? Ông nói hết rồi đó, bữa nay trong đường đời ông đã nói hết. Mỹ Phụng bị quan ức như vậy đó, vì cái thằng này nè. Đây nè, thằng này nè. Tiếp đi Phi Long. Má tụi bay tao giặt ra thì có nước tụi bay đội quần, thấy chưa? Tôi không làm sao tôi biết được. Hả? Tôi không làm sao tôi biết được Phi Long Võ. Bởi vì em nói á, có những khán giả không hiểu hết câu chuyện quan ức cho em rồi quỷ kênh. Cho nên em viết lên tháp cộng đồng, em cảm ơn. Em cảm ơn, em biết. Tại vì khán giả không thể nào biết được cái trong cuộc nó như thế này. Thì nếu em không nói ra đó thì nó không được, thì em phải làm để mình biết được cái bộ mặt thật. Thì khán giả đó, tùy khán giả suy nghĩ thôi ha. Tao bước vô cái trên này á, dạ. Cái tiêu chí của tao đó là cái tình thương tao dành cho người thiền á. Chỉ có một mình anh dành tình thương cho người thiền am thôi. Còn ngoài ra tôi không có dành tình thương cho người thiền am. Nếu tôi không dành tình thương cho người thiền am, tại sao tôi có thể một ly sữa tôi có thể tặng cho người thiền am? Ông nói như vậy không đúng. Thương thiền am là thương chung, chứ không phải thương cá nhân của ai. Ông phải hiểu điều đó. Nếu tôi không thương, tôi không phải tôi bỏ tiền ra. Tôi bỏ tiền ra tôi tặng cho một cái người nào đó mà tôi được muốn nổi danh đâu, không có đâu. Đừng bao giờ nói cái câu đó, nghe xót lắm Phi Long Võ. Tao méo cần phải kiếm tiền, tao cũng không cần phải lệ thuộc con nào phần nào. Tôi chưa bao giờ kêu ông lệ thuộc, bởi vì ông có dư sức và ông có khả năng. Tôi không có nói điều đó. Nhưng hôm nay ông làm tôi rất đau lòng là bởi vì ông nói mà trong bụng ông đã có sẵn sàng, ông đã chuẩn bị mục tiêu hết để ông bắn tôi. Đó là tôi, cái cách mà tôi đau lòng. Tôi chờ thời cơ này. Người nào bắn tôi, người nào giết tôi, người nào đập tôi là thời cơ này nè. Tôi thấy rõ nè, Phi Long Võ.
Đã tôi nói rồi, nếu mà cái người trong đường lai này, nếu mà cho tôi nói ra cái tên đó, mà tôi đã từng nói với cái người này đó, nếu cho tôi nói ra cái tên tôi vẫn nói. Nhưng bởi vì tôi chưa hỏi ý kiến cái người mà tôi đã nói là chính Phi Long Võ là người đánh Mỹ Phụng nè, nếu như người đó cho tôi nói tôi sẽ nói. Bởi vì tôi nói là có người làm chứng, chứ không phải tôi nói trong sự không có bằng chứng. Đúng, anh rất là mạnh. Anh rất là mạnh mà tôi biết. Tôi liệu sức tôi chơi. Tôi không dạy gì mà một thân một mình tôi đi đánh cái nhóm của anh mạnh quá. Tôi không dạy đâu Phi Long Võ. Tôi biết ông dư sức mà. Ông lúc nào cũng có cái dao mát ghim trong người ông mà. Phải không? Tiếp đi Phi Long Võ. Đừng nghĩ anh Sơn và luật sư Thanh Trần, Nam Râu, Mộng Nguyễn, các kênh YouTube bên hệ thứ tư. Em sai thì chờ ngày em xin lỗi nếu như cái lời nói của anh Nguyễn Hồng Sơn mà hiểu lầm ha. Còn cái ông này, các anh có thấy hết chưa, các chị thấy hết chưa, nó muốn diệt em từ lâu rồi. Không thấy đi, nhìn đi. No, tao nói rồi, trên không gian này tất cả chuyện gì cũng có thể được nha, sẽ được mổ xẻ trên không gian này. Đúng, anh nói rất đúng, anh nói rất đúng anh Phi Long. Tất cả mọi chuyện gì nó được sẽ đưa lên trên không gian mạng này, đúng đó. Bây giờ đó, anh đã để lộ bộ mặt thật của anh đó ha, anh đã để lộ cái bộ mặt thật anh ra rồi đó. Chỉ không biết là nó sẽ xảy ra ở giai đoạn nào và trong cái hoàn cảnh nào, chứ tụi mày tưởng đâu cái câu đó bậy. Cái câu đó tụi mày là Việt Kiều, đừng nói như vậy. Vậy là chia rẽ nữa, chia rẽ Mạnh Thường Quân nữa. Đừng nói tụi mày là Việt Kiều, Phi Long Võ. Đừng nói như vậy, ông có một cái sự mâu thuẫn nữa rồi. Ông có một cái sự mâu thuẫn là cho rằng là Việt Kiều này nọ. Đừng có đi quá lố như vậy không, và phân biệt người Việt Nam hay là người Việt Kiều. Ở đây tôi không có phân biệt, nhưng ông đi quá lố. Đụng má tới tao rồi á. Đụng má tới tao rồi. Ghê chưa, đụng má tụi mày, đụng tới tao rồi cha mày cũng chết. Nghe chưa? Cảm ơn nha Phi Long Võ. Đụng má tụi mày, đụng tới tao tụi mày cũng vẫn chết. Hay lắm. Thấy rõ hết chưa các luật sư? Thấy rõ hết chưa nhóm đa đề từ cái nhóm thứ tư này? Thấy rõ chưa? Đụ má tụi bay ha. Rồi tiếp đi anh. Tiếp đi anh. Hầm hổ lắm. Tiếp đi. Như các bạn, cố gắng con nghe cho được 20 phút đồng hồ. Tôi không thể nghe đâu. Với cái lối lập luận ngang ngược cháo trở của cái con này. Cảm ơn nha Phi Long Võ. Cái điện thoại em nó hết pin. Rồi, cả nhà nghe tới khúc này thôi nha. Em có hẹn khách hàng đi ăn rồi. Nghe tới khúc này thôi, còn khúc sau để đó. Còn nhiều lắm. Em ha, còn nhiều dữ lắm. Em để cho khán giả nghe để chi? Và em lưu lại những cái lời nói của Phi Long Võ, người mà muốn giết em đó. Em muốn lưu lại những cái khúc này là cái khúc quan trọng nè. Ủ má tụi bay rồi đó. Em giữ lại đó để chi? Kỷ niệm. Kỷ niệm mà đã từng quen biết anh Phi Long Võ. Kỷ niệm mà tôi từng tôn trọng anh Phi Long Võ.
Nhưng đến khi tôi biết anh Phi Long Võ muốn là người diệt tôi, muốn là người đánh tôi rồi đó, tôi phải im lặng để tôi đề phòng và tôi coi coi những cái hành động và cái cử chỉ của anh Phi Long Võ đối với Mỹ Phụng như thế nào. Thì hôm nay đó, Mỹ Phụng thấy rất rõ rồi. Cảm ơn anh Phi Long Võ nha. Và nếu như cái chuyện Mỹ Phụng khơi lên trên không gian mạng thì có thể xử kín trong cái chuyện âm thầm, phải không? Thì đó là điều hôm nay đã thấy rõ hết bộ mặt rồi đó. Rồi em cảm ơn khán giả cũng chịu khó với em hồi nãy giờ trong đường like của em, mà 2-3 cái đường like của em như vậy đó, thì em cũng sorry cả nhà, em đang cảm ơn cả nhà, nhưng mà cái người mà biết em nói anh Phi Long Võ là người sẽ hại em đó, người ta gọi vô, cho nên em không có nói cảm ơn lại được, tại vì trong đường live chắc có lẽ muốn nói cho em, cho em nói tên hay gì đó, nhưng mà tại vì vô trong đường live rồi em không nói được. Thôi thì em cũng rất cảm ơn cả nhà, những người yêu thương em và những người mà đã quỷ kênh em cũng rất cảm ơn, là bởi vì ai cũng có một cái suy nghĩ riêng, thì thương Mỹ Phụng hay ghét Mỹ Phụng cũng vẫn cảm ơn. Là bởi vì trong cuộc sống mà thì ai cũng có vấp ngã rồi đứng lên ha. Thì em cảm ơn nhiều lắm nha. Thôi thì em bye bye cả nhà nha.